Bà. hay ở vậy đây tầm khánh nó bị thiên động bật ở bờ hiện ngày nấy cứ yuan bên chia ở hôn sai nắng bấm quẹt mà nô cùng bị chia lơ dụ bị chun mái đầm bay ở dụ bị chun mái nó khai luôn từ chỉ nhom bấm ra rồi từ chỉ khai luôn từ chỉ khai bấm ra rồi bỏ bỏ đi mà à lỡ bom ôn kết bờ cà phê sầm mai isra phê cà phê sầm mai isra nâng dương đằng ấy mai dương cục cục nghĩa có chạm bồ ráng có quạt đạp bàn đằng đá rừng phẩm mặt và mong chạm mấy mấy nhà lục chân thị lục bà 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 mà chẳng đoan nâng cứ miên ca chạm mình dụ chân tôi nâng cứ do tư đập bay bẩn đổ mà nó không bị chia đập bay ở đơn con dùn bà cà phê mà chẳng đoan nâng kỳ lùa chạp ấy bà 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 ta lời nì dùn bán bình chìa màu rồi bọc trong phần bình ấy áo ấy riết chậm bình đô bình đá là áo dùn á bình đô bình đá là dù bình chôn khám hai bà dược đang sao vậy ta à ca bình môn kỳ chặt nó cứ kỳ chặt vô tới đập bay ở cái liên khu các bạn liên khu các bạn à chỉ dùn liên khu các bạn khám hai tránh đập bay ở cái thà ở đắp khu các bạn dùn trồn bà hai à lời nick kia ở lui chặt ấy bà cứ Việt Nam trong cái là miền ca cho bỏ miền pro biển cái thà Việt Nam trong ở Campuchia xã ca như chỉ mua Việt Nam đã bay bật đầu chú bị chun chúng nó cào bà ai trong on nick cứ chỉ chút là sang mũi đài yun chặt bắt đầu chưa được chiêm mày bà chiêm mày cứ chỉ chiêm đài cào ấy cứ đập bay bật to pi robot cầm phần bánh cứ lục hôn sáng tầm đó bà bố chiêm ha ha sắp chả mới đại quân ban rước ban mình nè cứ lục hôn sáng này ấy bà cứ về lúc cứ việc đăng ấy là miền ca lui chặt ở mặt và mong lui chặt mấy mấy nó cứ nghiên cả chặt lui chặt rót bên này bà rót bên này hay do tới một đôi mà đã lui đôi chi lúc bàn sờ văn lúc chăn si ấy nữa chi bị xe đôi ở lấy đi lúc mà xây mang sờ mòn ấy đấy cứ so tay chi cầm ma bị bà rồi bỏ yun đèn yun ban một đôi mà đã thấy à với đây tầm khan tiết đó lúc chưa được đăng pro vật lúc xây mang sờ mòn này lúc xây mang sờ mòn nó cứ lúc bạn sẽ bán đấy, ta bạn sẽ bán nó quật một đồ đập cho đây rồi, luôn bạn sẽ có nó ăn chả so tí, ba so hết chả tí, bạn sẽ bán quật chống trộm xa xù quật, quật hai bạn sẽ có nó ăn chả so tí chả, bạn sẽ xem tin tin đấy cứ đòi sang tên lúc bạn sẽ bán đấy riêng đi, và hãy ở quay đây dùng can tiếp, lời này cứ cái mình chặt dù cái chỗ này, cứ cái mọc cho bùng riêng, được nòng khai ta bùng bẹt mà nó cũng bị chiến chỉ xa thế nặng đó. Lúc chúng ta thì cực mở lấy đi xong bây tép sơ là thô có đôi chiếc vọng và thô có mai nữa có trái ban dùa nữa chắc đang một liền bằng tay tay châu kia hãy hai mình tay bật nó bóng ôn cực mở hai ở với ban chí dùa nơi sông có mai phụng biệt bạn bà hai rồi bóng trong lúc bình mình ban chắc vì thiên là ca đập ở chết lệ nhưng cái ta lúc chúng ta thì cực mở ta phê khác bằng ôn nhớ cái bà tê ná của cái miên chung làm tao của quê cho tới đấy bất tẻ ca cho tư nâng cứ đôi cử rút cho bà bà tê hệ đôi chì sở rục thầy sở rục thầy không may nhưng chôn mà chá nè tay chôn màu nếu cứ chôn màu đập cái chôn màu nó giảm mạnh cứ thay cái miên cho bà bà kế cho bà con tao của quê bà kế kì cử rô hay ban chùm nôn bi chôn làm tao của quê nâng tiệm bà bà ha à với đại dịch khi ban sắc xa tí bụi phù rắc mai châu mà bà tế thái kì trái tế rút cho bà thái bà à với đại dầm khăn kì kì prà dù bà chôn đại chì sở sọ trung rồi bà tế chết bao nhiêu đó ai có sang bà tế kì bà anh ấy là bao bao gần mình cái miền chôn đàn tao bùi chì chào miền đồ chì lái miền đồ chì phù miền khmai chứ đó đó quan tế chút lần tàu của mình nó khai từ chi khai rốt ra trong nấu từ ở mô dịch chi tiền tại tôi từ mình bà.
នៅស្រុកខ្មែរជនតពវេចូលមកទឹកដីខ្មែរបាទដូចជាជនតពវេយួនចូលមកដីបាទបាទដើម្បីយកលុយពីស្រុកខ្មែរទៅស្រុកគេមិនមែនមិនមែនមកដោយស្រុកច្បាប់ទេបាទបាទគឺមកដោយខុសច្បាប់បាទហើយមកនោះគឺមានសិទ្ធិសពគ្រប់បែបយ៉ាងបាទដើររកស៊ីអីកើតាប្រកបមុខរបរសពគ្រប់បែបយ៉ាងលើសពីខ្មែរទៅទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកជឿទីដឹងថានៅស្រុកខ្មែរនោះមានអកសមាគមយួនប្រមាណនេះគឺច្រើនណាស់បាទគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយគេជួយទៅលើបុរដ្ឋយួនដែលចូលមករស់នៅខុសច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមានសិទ្ធិរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទទួលទានអីសពគ្រប់បែបអាចបើកក្រុមហ៊ុនឲ្យបានសពគ្រប់បែបតែខ្មែរចូលមកស្រុកថៃនេះមិនអាចធ្វើចឹងបានទេគឺមកធ្វើការសំណងមកធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលជនជាតិគេមិនធ្វើបាទបាទហើយពេលដល់ខែតាទៅប៉ាសពតទៅតប៉ាសពតរំដោះគឺរដ្ឋបាលបាទហើយអត់អាចឲ្យលើលើមួយថ្ងៃគឺគិត500បាតបាទបាទនោះគឺចឹងដូច្នេះប្រសិនបើខ្មែរយើងធ្វើដូចថៃបាទយករកប្រាក់ចំណូល2ជនអន្តរប្រវេសចូលមកស្រុកគេគឺខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាការល្អហើយតែខ្មែរយើងវាអត់ដូចថៃទេគឺយួនចូលមកដូចចូលផ្ទះខ្លួនឯងចឹងបាទហើយមានសិទ្ធិសង្គមបែបយ៉ាងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគេចង់ប្រឹងរំលាយជាតិសាសន៍តែមួយឯងឥឡូវនេះយើងគិតមើលសូម្បីតែខែនេះដូចជាខែ8នេះដូចជាខែសែនក្បាលទឹកផងបាទឥឡូវហ៊ុនសែនឲ្យចូលឆ្នាំដែរបាទឥឡូវបងប្អូនគិតនេះលោកសុខខ្ញុំសូមកាត់ត្រង់បន្តិចតាមពិតទៅយួនចូលមកស្រុកខ្មែរមិនមែនមកនឹងធ្វើជាអ្នកបំរើខ្មែរដូចខ្មែរមកប្រទេសថៃមកប្រទេសតោប្រទេសផ្សេងៗណាបាទបាទយួនចូលប្រទេសខ្មែរមកធ្វើជាតៅកែខ្មែរទេបាទមកធ្វើជាតៅកែខ្មែរចិនអីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមើលថាសុខថាហេតុអីបានពួកហ្នឹងមានអំណាចអាចធ្វើជាតៅកែខ្មែរធ្វើជាច ਵਾਈ ខ្មែរបានដោយសារអីដោយសារមេដឹកនាំហ្នឹងជាឆ្កែរបស់យួនបាទអញ្ចឹងហើយយួនណែបំរើមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងឯងទៅបំរើម្ចាស់គឺយួនហ្នឹងហើយព្រោះយួនហ្នឹងជាអ្នកឲ្យអំណាចមកលើមេដឹកនាំខ្មែរគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាកញ្ចេះដាច់ថ្លៃរបស់យួនធ្វើគ្រប់រឿងអ្វីអ្វីដើម្បីយួនយើងមើលទៅលើសារាចរណែនាំឆ្នាំ1986ណាបាទមើលទៅលើសារាចរហ្នឹងបានយើងដឹងថាភញាក់ខ្លួនព្រឹកមកគឺហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែចិញ្ចឹមយួនបាទបាទត្រូវតែចិញ្ចឹមយួនចិញ្ចឹមយួនត្រូវតែចិញ្ចឹមយួនហើយត្រូវធ្វើទៀតរកកន្លែងណាដែលមានជីជាតិណាមុខរបរយួនបាទហើយចំណុចនេះបើយើងមើលឃើញយើងមើលឃើញថាយួនគឺមកធ្វើខ្មែរធ្វើតកែខ្មែរបានដោយសារមេដឹកនាំខ្មែរគឺជាឆ្កែរបស់យួនបានយួនគឺមកធ្វើតកែខ្មែរបានឥឡូវលោកសាស្គុនបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះបងប្អូនគិតមើលឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតហើយយួនចាប់ផ្ដើមដើរជ្រើសរើសឈាមថ្មីបាទឈាមថ្មីនេះគឺចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសយុវជនខ្មែរណាដែលអាចបំពេញបំពន់មនោគមវិជ្ជាឲ្យដឹងគុណយួនឲ្យការពៀផលប្រយោជន៍យួនដូចហ៊ុនសែនចឹងព្រោះហ៊ុនសែនឥឡូវអើយហ៊ុនសែនឥឡូវបើនិយាយពីកាយថាមនុស្សនិយាយពីដើមឈើវិញហ្នឹងតែចិត្តងប់ហើយហើយបើមនុស្សវិញហ្នឹងចិត្តទៅវិញហ្នឹងហើយកម្លាំងកាយយុពលរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏វាចុះខ្សោយអស់ហើយដូច្នេះទាំងគេឈ្មោះទាំងកិត្តិយសរបស់ហ៊ុនសែននឹងបានធ្លាក់ចុះហើយហើយឥឡូវយួនគេចាប់ផ្ដើមមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគេមកដូចជាជ្រើសរើសបុគ្គលិកចឹងបុគ្គលិកទីគេមកបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជាលើយុវជនខ្មែរណាគេជ្រើសរើសមើលតើយុវជនណាដែលអាចបន្តពីហ៊ុនសែនបានឥឡូវគេគិតមើលឥឡូវចាប់ដើមចូលបណ្ណាក៏ដែរហើយលោកសុននឹងកាត់អត្រង់នឹងតិចអាចចំណុចដែលគេជ្រើសរើសហ្នឹងគេជ្រើសរើសបានដោយសារអីហ៎ដឹងគេធ្វើម៉េចទេមូលហេតុអីកាលពីជំនាន់អ៊ីស្រាអែលគេចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងពីរដងយកទៅរៀនស្រុកជួនណាបាទបាទឆ្នាំ1950ជាងម្ដងឆ្នាំ1960ជាងម្ដងអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងមូលហេតុអីបានយួនឥឡូវឈប់ប្រើវិធីចាប់ហ៎បាទលោកសុនដឹងហ៎មូលហេតុដោយសារលៀងគូបានស្រុកជួនហ្នឹង
អត់បានសម្រេចទេបាទបរាជ័យអញ្ចឹងយកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើជនជាតិយួនហ្នឹងពិបាកបាទអញ្ចឹងយួនរយុទ្ធសាស្ត្រឃើញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺម៉េចទេឲ្យយួនមកធ្វើខ្មែរបាទឲ្យយួនមកធ្វើជាខ្មែរវិញបាទបានមានបញ្ជាទៅលើហ៊ុនសែនពេលដែលហ៊ុនសែនបានអំណាចនៅឆ្នាំ1985ហ្នឹងគឺពេលដែលហ៊ុនសែនឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាគឺបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យយួនខ្លាចជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានមានហ៊ុនសែនបញ្ចេញបានចេញនៅសារាចរណែនាំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងចិញ្ចឹមយួនឲ្យបញ្ចូលយួនបុកយួនតាំងពីហ្នឹងមកប្រទេសខ្មែរបុកមកច្រើនដោយសារដោយសារយួនហ្នឹងមានចុះសាសថ្មីគឺធ្វើឲ្យយួនខ្លាចជាខ្មែរបងបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយួនវាច្រើនលោកស្គុនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយួនច្រើនដីបន្តិចបាទដល់ដីតិចអញ្ចឹងឲ្យយួនហ្នឹងមកហើយយួនអារដ្ឋបាលយួនឧបត្ថម្ភឲ្យយួនមកសុខស្មែមានតង់ទាហានមានអីមានប្រាក់ខែមានទឹកលើកទឹកចិត្តឲ្យយួនមកនៅសុខស្មែអាយុរសាសហ្នឹងវាបានសម្រេចបាទដល់បានសម្រេចតែយើងដោយសារមានសំណាងល្អនៅឆ្នាំ1993បានបោះឆ្នោតដោយសារសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងបាទពេលដែលយើងបានសម្រេចហ្នឹងណាពេលដែលយើងបានតស៊ូទាមទារវិញឥឡូវយួនវាអាក់ចង្វាក់វាវាត្រូវបានសម្រេច 100% ហើយប៉ុន្តែវាអាក់ចង្វាក់វាអត់ទេចង់និយាយថាប្រើពាក្យថាកម្ពុជានៅពេលនោះពេលដែលហ៊ុនសែនកាន់កាប់នឹងកម្ពុជានឹងគឺនៅហ៊ុនសែនបានញាត់កម្ពុជាចូលក្នុងវត្តយួនដល់កំពង់កហើយក៏ប៉ុន្តែដោយអ្នកស្នេហាជាតិយើងមួយចំនួនដែលនៅត្រៃភាគីដូចជាខាងសេនុខាងសឿនសានខាងខ្មែរក្រហមតែតតាំងជាមួយយួនហ្នឹងបានប្តឹងទៅអន្តរជាតិអន្តរជាតិក៏ជួយមកគេមកផ្ទះអាខ្នងយួនហ្នឹងឲ្យឯកម្ពុជាចេញពីមាត់ចេញពីមាត់យួនមកបាទអញ្ចឹងយួនវាអស់ចង្វាក់វាលេបទៅអត់បានទេអាពេលហ្នឹងដល់តែពេលឆ្នាំ1997យួនវាមានមហិច្ឆតាដែរគឺវាខ្លាំងបាទណាឲ្យបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនដែលជាចៅបាត់ជាកញ្ចះយួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លាំងអំណាចពីខ្មែរបាទពេលដែលប្លន់អំណាចពីខ្មែរនេះពេលដែលប្លន់បានហើយវាចាប់ដើមជាយឹមលេបវិញបាទណាចាប់ដើមជាយឹមលេបវិញប៉ុន្តែលេបឥឡូវវាមិនទាន់ដល់កំពុកហើយណាទៅវាហាមាត់ញាត់ទេបាទណាទៅតែហាមាត់ញាត់ទេអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងពេលដែលទៅតែហាមាត់ញាត់ហ្នឹងគឺមិនទេយើងមានឱកាសរើបាទណាយើងមានឱកាសរើឥឡូវនេះគឺវាមកបំពាក់មនោគមជាតិហ្នឹងមួយចំនួនណាអាយុនខ្លាចជាខ្មែរហ្នឹងមួយចំនួនហ่ะបាទបាទតែឥឡូវនេះគឺវាពង្វក់យុវជនខ្មែរហ្នឹងណាគឺយុវជនខ្មែរយុវជនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺមិនមែនជាឆ្កែរបស់យួនទេបាទក៏ប៉ុន្តែពួកក្រុមគណៈបកប្រជាជនដែលជាកញ្ចះជាឆ្កែរបស់យួនហ្នឹងកំពុងតែបង្ហាត់យុវជនខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងបកប្រជាជនហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាឆ្កែរបស់យួនដូចខ្លួនចឹងបាទអញ្ចឹងហើយអានេះជាចំណុចមួយហើយចឹងហើយយួនមកបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យយុវជនដែលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងខ្លាចជាឆ្កែរបស់យួនដោយហ៊ុនសែនទៀតបាទអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងយើងយកមកឧបភាពយើងយកមកឧបភាពវិញបើសិនជាយើងនិយាយថាក្រុមគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែបង្ហាត់យុវជនខ្មែរឲ្យខ្លាចជាឆ្កែរបស់យួនយុវជនខ្មែរមិនមែនជាឆ្កែរបស់យួនទេក៏ប៉ុន្តែពួកហ្នឹងជាយាមបង្ហាត់ឲ្យខ្លាចទៅជាឆ្កែរបស់យួនដោយពួកហ្នឹងចឹងបាទបាទអញ្ចឹងមូលហេតុឯងបានយើងនិយាយថាពួកហ្នឹងកំពុងតែបង្ហាត់ឲ្យខ្លាចទៅជាឆ្កែរបស់យួនគេបង្ហាត់ឲ្យពួកហ្នឹងមិនដែលការពីជាទេបាទពួកក្រុមយុវជនណាបាប្រជាជនគេមិនដែលបង្ហាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាទេមិនតែឲ្យការពីព្រំដែនទេណាមិនមិនតែឲ្យការពីពីអយុធធម៌ទេបាទណាគេឲ្យការពីតែសមត្ថផលដែលយួនផ្លន់បានបាទបាទអាលោកជិនទីលោកជិនទីមានប្រសាសន៍យ៉ាងបាទអាយើងគិតមើលថាយុវជនដែលត្រូវបានយួនចាប់យកទៅណាបាទបាទកាលពីសម័យអ៊ីស្រាអែលថៅប្រមាថប្រមងចាប់ណាតែឥឡូវយើងគិតមើលដូចជាលោកហ៊ុនសែនដូចជាហ៊ុនសែនមិនមែនចាប់អានឹងរត់ទៅខ្លួនឯងបាទដូចជាប៉ែនសវណ្ណចន្ទស៊ីណាហើយបើនិយាយទៅមនុស្សមួយចំនួនដែលកាន់កិច្ចការធំធំនៅខាងមជ្ឈិមបកក៏ដូចជាសមាជិកបកមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលដោយកើតថាអ្នកវិជាការយួនហើយថាបើយើងគិតមើលអាលោកលោកជឿទីសូម្បីតែយើងបានលើកឃើញហើយវីដេអូដែលយួនគេឲ្យមេដៃមានមេដៃឯងស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យួននោះបើយើងរដ្ឋមន្ត្រីយួនឯនោះបាទគឺដូចជាបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនលោកស្រីហ៊ុនសែនអីនោះដែលយើងឃើញវីដេអូនោះគេបានប្រាប់មកគេថាយួនបានផ្ដល់មេដៃកិត្តិយសដល់មហា
មហេមីគឺស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីសង្យួនបាទបាទព្រោះថាលោកស្រីគឺជាកាចារកម្មបាទបាទចារកម្មបើនិយាយពីចារកម្មមែនចារកម្មខ្មែរគឺចារកម្មចារកម្មពួកនឹងពួកនឹងលោកលោកសកុនលោកសកុនតើដឹងថាពួកក្រមយួននេះវាឲ្យមេដៃវាឲ្យទៅលើអាមនុស្សដែលពូកែបំផ្លាញខ្មែរហើយបាទកាលណាវាលើកសរសើរគឺលើកសរសើរអ្នកណាពូកែបំរើយួនហើយបំផ្លាញខ្មែរបាទដោយហ៊ុនសែននេះគេលើកសរសើរហ៊ុនសែនជាបុរសខ្លាំងគេហៅអីគូហ្វុកអៀនណាគេហៅបុរសខ្លាំងរបស់គេនេះហ៎គឺគេសរសើរគេណាគឺបាននេះថាហ៊ុនសែននឹងពូកែបំផ្លាញខ្មែរហើយបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេដាក់បញ្ជាមកឲ្យហ៊ុនសែននឹងធ្វើម៉េចបង្ហាត់អយុវជនខ្មែរនឹងឲ្យខ្លាចជាឆ្កែយួនដោយហ៊ុនសែននឹងឲ្យក្រុមដាក់បព្វជិជននេះហើយពួកពីរធ្នូដែលលោកស្គុននិយាយមិនសំដៅទៅលើពួកពីរធ្នូពួកមជ្ឈិមបកនេះគេហៅពួកពីរធ្នូហើយពួកមជ្ឈិមបកគេនេះគឺពួកពីរធ្នូហ្នឹងពីរធ្នូហ្នឹងគឺគេបង្កើតមកតែអីពួកហ្នឹងគឺជាពួកដែលមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការឆ្លៀនពេនខ្មែររបស់យួនហើយឯងបានថាហៅថាពីរធ្នូដោយសារយួនវាមានការមុននឹងវាយឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺវារៀបគម្រោងណាផ្លំយកអំណាចពីប៉ុលពតគេបង្កើតរណសេមួយឈ្មោះថារណសេពីធ្នូឆ្នាំ1978ហ្នឹងឆ្នាំ1978ហ្នឹងគឺគេបង្កើតរណសេមួយឈ្មោះពីធ្នូណាគឺមានណាខ្មែរតែប្រហែលទេក្នុងរណសេពីធ្នូហ្នឹងមានសមាជិកចំនួន250នាក់អញ្ចឹងខ្មែរអត់ដល់50នាក់ឯងខ្មែរហ្នឹងមានប៉ែនសបាន់ចាន់ស៊ីមានអីហ្នឹងពួកជាស៊ីមជាសុតអីហ្នឹងហើយសម្រាប់អីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងតែពួកពីរធ្នូនេះត្រូវបានដូចមានមួយទៀតគេហៅកៅចដាយដែលស្លាប់យួនចាក់ឆ្នាំសម្លាប់ដូចចាន់ស៊ីគេដែរកៅចដាហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងស្រាប់ពួកពីរធ្នូណាពួកហ្នឹងពីរធ្នូទាំងអស់អញ្ចឹងពួកយួនហ្នឹងវាអត់ទុកចិត្តទេវាឲ្យស្ប៉ាយរបស់វាបាទស្ប៉ាយរបស់វាណាគេគឺវាឲ្យការប្រពន្ធជាជនជាតិយួនណាស្ប៉ាយរបស់យួនដែលប្រហាត់តាំងតូចតូចមកស្រីស្រីស្អាតស្អាតហ្នឹងវាយកប្រហាត់ពីតូចតូចមកគោលបំណងវាឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរដែលវាលើកបន្ទុកហ្នឹងដើម្បីអីយកការអញ្ចឹងពួកហ្នឹងធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវដឹងអស់អញ្ចឹងក្បាច់យួនវាចាំវាស្រីហ្នឹងមកបញ្ជានៅលើដោយហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃមានពុនរនីអីចឹងហើយមានអ្នកមានប្រពន្ធយួនច្រើនណាពួកនោះសិនមានប្រពន្ធយួនសំបីប៉ែនសវណ្ណចាន់ស៊ីសំពុនយួនអស់អញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងឯណាគឺយួនវាធ្វើមកហើយវាដើរមកជំនាញមកប៉ុន្តែវាធ្វើបានជោគជ័យឯអាវិធីហ្នឹងមកបានរើសបានតាហ៊ុនសែនមួយទេរើសបានតាហ៊ុនសែនមួយក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលយួនធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយយួនដោយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទដោយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ1986ហ្នឹងគឺឲ្យយួនមកធ្វើជាខ្មែរហ្នឹងបាទតែដោយសារយួនធ្វើជាខ្មែរហ្នឹងវាមិនទាន់បានសម្រេចគោលបំណងរបស់យួន 100% 100% លេខខ្មែរអាចបានចូលក្នុងពោះយួនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺបាត់ដោះយុវជនខ្មែរឲ្យខ្លាចជាឆ្កែរបស់យួនអញ្ចឹងយុវជនរបស់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងពួកគណៈបព្វជិជនដែលនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនយុវជនគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺគេអត់បានបង្ហាត់ឲ្យយុវជនហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិទេបាទអត់បានឲ្យបង្ហាត់ឲ្យយុវជនហ្នឹងចេះការពារអាដែងទុនទានធម្មជាតិអត់ដែរចេះបង្ហាត់ឲ្យយុវជនហ្នឹងការពារកោះការពារព្រំដែនការពារសមុទ្រអីទេបាទអ្វីដែលយុវជននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនដែលយុវជននឹងត្រូវបានគណៈបព្វជិជនបង្ហាត់នឹងគឺបង្ហាត់ឲ្យការពារសមិទ្ធផលយួនដែលខ្លំបានពីខ្មែរបង្ហាត់ឲ្យការពារសមិទ្ធផលយួនដែលបានធ្វើដែលបានរំលោភមកលើខ្មែរឧទាហរណ៍ដូចសមិទ្ធផលហ៊ុនសែនកញ្ចាស់យួននឹងដែលយួនលើកបន្ទប់ហ្នឹងគឺគេឲ្យការពារតែហ៊ុនសែននេះគឺគេបំរៀនឲ្យការពារហ៊ុនសែនហ្នឹងណាហ៊ុនសែនជាសមិទ្ធផលរបស់យួនមួយដែរហ៊ុនសែនហ្នឹងជាសមិទ្ធផលរបស់យួនដែលរកឃើញរយៈពេល50ឆ្នាំ54ឆ្នាំដោយលោកសុវណ្ណនិយាយមិនណា54ឆ្នាំបានព្រះបានហ៊ុនសែនមួយអញ្ចឹងហើយគេបង្ហាត់ឲ្យពួកនេះការពារសន្តិភាពហ្នឹងមានន័យមិនទេការពីហ៊ុនសែនណាបើអោយបើកាន់ណាងប់ហ៊ុនសែនមួយទៅគឺវាដាច់ខ្សែយួនណាដាច់ខ្សែយួនអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមងាយលើបានទេមនុស្សម្នាក់ណាអញ្ចឹងហើយគេបង្ហាត់ពួកក្រុមនេះក្រុមគណៈបកជាជនយុវជនណាបកជាជនណាឲ្យការពីតែសមិទ្ធផលយួនហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាយុវជនគណៈបកជាជនមិនមែនជាឆ្កែរបស់យួនទេក៏ប៉ុន្តែយុវជនគណៈបព្វជិជនត្រូវបានគណៈបព្វជិជនបង្ហាត់
ឲ្យធ្វើជាឆ្កែរបស់យួនអញ្ចឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើមានកូនណាខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់នេះកុំឲ្យទៅធ្វើជាកញ្ចះយួនណាកុំឲ្យទៅធ្វើជាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅធ្វើជាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនដោយយកកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនបង្ហាត់ឲ្យធ្វើជាឆ្កែយួនចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកូនកំពុងតែធ្វើយុវជនណានៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទាញកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធប់ធ្វើជាយុវជនគណៈបព្វជិជនបាទបើកាលណាបងប្អូនឲ្យកូនរបស់បងប្អូនទៅធ្វើជាយុវជនរបស់គណៈបព្វជិជនគឺស្មើនឹងឲ្យកូនរបស់បងប្អូនទៅឲ្យគណៈបព្វជិជនបង្ហាត់ធ្វើជាឆ្កែយួនហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងវិធីគឺងាយលោកសុនបាទលោកសុនបើសិនជាកូនចៅឬក៏កូនក្មួយដែលបងប្អូនមានណាឲ្យចេះឲ្យឆ្ងាយពីការចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិជនបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំជនសទ្ធិចេះតែនិយាយបញ្ជាដៃបខូចគណៈបព្វជិជនទេបងប្អូនរបស់នេះឥឡូវមើលទៅយុវជនគណៈបព្វជិជនហ្នឹងណាយុវជនគណៈបព្វជិជនហ្នឹងដែលទៅបារម្ភរឿងជាតិទេបាទដែលទៅជួយជាតិទេយ៉ាងច្រើនដល់រឿងសម្រាមនឹងបាទដល់រឿងសម្រាម2 3ចឹងទៅគេថតហ្នឹងឯងអានេះដើម្បីគេបន្លប់ឯងអញ្ចឹងវិធីដែលយួនកំពុងតែដាក់នៅស្រុកខ្មែរគឺគេបង្បឹកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឲ្យមកបង្បឹកយុវជនដើម្បីធ្វើជាឆ្កែរបស់ជួនបន្តវិញពីគណៈបព្វជិជនពួកពីធ្នូហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងនេះមេត្តាទេម៉េចមានកូនមានបងមានអូនមានអីណាសូមមេត្តាកុំឲ្យចូលទៅជាមួយគណៈបព្វជិជនគឺចូលគណៈបព្វជិជនស្មើនឹងចូលរួមឲ្យគណៈបព្វជិជនបង្បាក់កូនឬក្មួយរបស់បងប្អូនទាំងនេះណាឲ្យខ្លាចជាឆ្កែរបស់យួនបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទខ្ញុំសូមបន្តិចទៀតបើនិយាយទៅអរុជន្ទិយើងគិតមើលហើយយួនកំពុងតែរំលោភបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរតែបែរជាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជននោះសង្កត់ឲ្យជឿបាទមានណាចេញមួយសោះបាទតែបែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនណាចៃថាកំពុងតែប្រើវិធីសាស្ត្រមួយបំផុតហ្នឹងណាគេធ្វើអីគេថាប្រជាមតិចាគេថាគេស្ទុំមតិនៅក្នុងអង្គការអង្គការអីអង្គការ conference អឺ conference តែអង្គការពុតអាទិន្នន័យខ្លះៗនេះបាទបាទអឺហ៊ុនសែនគេធ្វើការកម្ពុជាមតិការស្ទុំមតិនៅក្នុង conference គេឃើញថាការចាប់លោកគ្រូរងឈុនដាក់គុកនេះគឺមិនរំលោភសិទ្ធិនោះទេបាទបាទហើយឥឡូវគេគិតបែរទៅយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនបាទដែលបងប្អូនមួយចំនួនគិតថានេះគឺជាធនធានរបស់ខ្មែរគេថាគណៈបព្វជិជនសតដែលចេះដឹងហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាពួកគណៈបព្វប្រជាជនហ្នឹងគឺអត់មានអាចចេះអីទេបាទតែបែរទៅជាពេលដែលយួនចូលឆ្លៀនពៀនបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរបាទបែរទៅជាយុវជនទាំងអស់នោះបាត់ឲ្យឈឹងបាទហើយហេតុអីបានយើងថាគណៈបព្វប្រជាជនត្រូវបានយុវជនរបស់គណៈបព្វប្រជាជនត្រូវបានគេបំរៀនឲ្យធ្វើឆ្កែបាទបាទឥឡូវបងប្អូនគិតមើលប្រសិនបើយុវជនរបស់គណៈបព្វប្រជាជនណាជាមនុស្សគឺប្រកបណាចេះការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាបាទតែមិនមែនទេដូចអ្វីដែលគេថាអញ្ចឹងយុវជនគណៈបព្វប្រជាជនត្រូវបានគេបំរៀនឲ្យធ្វើឆ្កែបំរើផលប្រយោជន៍យួនហើយខ្ញុំមើលឃើញតែមួយទៀតលោកជនទេបាទការខៃតាគេប្រំមកបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនខ្ញុំមើលឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលបញ្ជាពីយួននឹងមកបញ្ចូលយុវជនយួននឹងមកក្នុងយុវជនខ្មែរឲ្យច្រើនដើម្បីមានឱកាសទៅដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំយល់ឃើញចឹងព្រោះហេតុអីពេលណាដែលគេច្បាច់យុវជននឹងចូលទីនេះតែមួយណាបាទឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះដែលស្គាល់ថានេះយុវជនយួនទេអូអានោះយុវជនខ្មែរមែនទេពេលដែលយួនឥឡូវគេឆ្លាតណាគេមកគេលេងប្រើឈ្មោះគេហើយបាទគេលេងប្រើឈ្មោះអាសើងកវឿងកវាំងអីណាគេប្រើសតារាវិឆ័យអីណាតារាតារាអីណាបាទអាទាំងអស់ទ
ông nhớ bà bùn bà cứ chứ giúp ta sao đại dương bình lòng khuôn thư chứ khả máy đàm bấy đặc đoàn khả máy đàm bấy hoa bà cháu dùn anh lấy bà bùn kết mở nếu không chua cái đáp bà chí chôn á mình tính tì cái cả cha là cam dùn đem bằng cốc nơi không cái đáp bà chí chôn nữa cứ miệt chân á xong bây ta coi bị say ấy nó cứ chứ cha là cam dùn thì mẹ chứ khả máy đi bà bà hai đây bà sân chứ khả máy coi bị say nó cao phía phòng cho khả máy bà bà đại dùn chôn chứ liên biệt bỏ tông ấy nó cứ dương kết mơ xong bây ta sát á dương bạch dây chẳng ta sẽ mau khóng đó bà là bà sẽ mong với cứ việc khả mong anh ấy bị ổn miên vì nhiên đúng không gọi chết kết không ai vì chết cao phía phòng cho bà viết vì chết cao phía ta sẽ mày bà viết cho hai đây hôn sai nâng dụng chân nhà tạm chỉ chốn phê đầy dụt cho chân phiên nâng bọc tông lưu vô ra thì tập đầy bọc máy bài tây chỉ phụ nâng đầy sang chân hai đây cứ máu vì phụ nâng kê bằng riết áo bọc cái tạc ca phía phong bà cháu cho rõ dụt nàng bây ở dụt miên mà hai cái ta lưu tập bạc thật đầy bọc máy hai hôn sai đó chắc bắt đầu bùng quay sật thang ca chân tư lấy đi ABF đấy nhá hôn sai đó từ cho chân hắn dẫn à anh ấy vì thi này cứ chi vì thi mỗi bóng vai sản thả cả đôi chân này bóng vô mình trơ bóng vai sản thả cả tạm hôn sáng đi xôn châu rung tâm học liệt đàm bây thư mà hạ bà ta cảm được khả năng phê chắc cháu cả một đấy đàm bây đơn hôn sáng trên phiếu này tạm thêm xong bà này xong bà lúc bình luận bà thay mà bà bà ổ cún bàn yên đăng hai tha lúc hôn sáng cứ chi mê chào plon bà bà ta sáng bà mê chào plon bà bà ta sáng cứ lúc hôn sáng ngay bà lúc hôn sáng bàn plon ngay bàm phí mẹ gà rá bì lúc bàn giả văn anh nâng tì mùi anh nâng ngay bàm phơ mẹ gà rá nâng cứ chì ngay xong khăn à đài lúc hôn sáng dô mọ út bàm phở chế bà rá khmai thà chìa chây chùm nè rô bò krom rô bò lúc hôn sáng tài tam kà bứt chây chùm nè ngay bàm phơ mẹ gà rá cứ chì chây chùm nè rô bò dùn cần nâng cấm rồi bỏ lục bàn sao bàn tại đừng dừng đăng hai tha lục hồn sáng bàn plon ngay bằng pi mẹ gà rá pi lục bàn sao bàn bọc thuê chi được bọc lượng bọn top mốc lục hồn sáng bàn plon thuê rốt bà hát tùm lẹ nì dỗ rốt bàn trái tì mũi đại đất nón đòi lộ trầm đách trông bè ra nè hai bọn top mốc lúc hôn sáng bàn plon chăn tẹo bởi chế bởi rốt chiên cả lạc nó cô bà rùm lấy cái nạp bạc xong cô chết à nâng kê hai thả plon này bà bồn bà dân ọt miên đai khơi bà tê na xà hai dung khăn ông đôi rộp bóp à dòng dôn hôn sáng đến đi bà bà khi ông bàn bệnh chế ai tha rộp bóp à dòng dôn hôn sáng bà túc bàn to là thiết cứ bà tê rộp bó dân cứ nâng vì niếp on trai hân hào đòi xa tay rộp bóp à dòng dôn hôn sáng này dân đang hãy tham một trái group chọn thân ác rồi bỏ hạ dòng dùn hôn sáng nha môn nâng về lãng cánh ông nát đất nôn bà tế cho mùi lực hôn sáng cứ bùa ở nông về bàn từ hát riêng mà nô cung vị chia bì hàn nôi mà ở hai bộ phần hãy dân mơ khơi thả bùa một trái rồi bỏ lực hôn sáng này đã bùm ra ở dùn á về ạc đại khóa bì phò bà giói bì chì bà rọt về khóa tại phò bà giói chôn chín dùn thì dùn nơi tà na về ca phê tà nông tay chùm nay chôn chín khám ái về ạc đại khóa thì anh nâng cả hai thá rộp bóp à dòng dùn bọc bồn dân mơ khơi thả một trái phần lý nâng tì hiên tay chi một trái ai kì rịch ọt bà căn bà na đấy bọc bồn tay trái bàn rộp bóp à dòng dùn hơn sáng bòm bẹp bòm phôn mà nô cung chùm bùi dùn vô bùa một trái vô thế nẹ sẽ hai chi tà ngọt nữa từ hát liên mà nô cung cung đi đập bay bằng crab rồi chơi bờ rồi này, nhóm miền ca chơi cắp là bằng bồn, dân mơ khơi thả mình chơi bờ ly, đại ăn được vô cho bắt nơi sọc ngay này, đại đất non đời được bóp à dòng dừa đơn sáng này, thưa ao rồi chơi bờ rồi, rót lên này, rong phép à dừa thỏ, đời xa tay mình chơi chỉ cái bầm ráo rồi bóp à dòng dừa đơn sáng này, ba, dân mơ khơi thả bờ ly, đại chỉ nhóm bầm ráo si bạ khai đi, trời ban à rộp bóp à dòng dùn hôn sáng nó bà thua ôi à bộ mình trai ở đó cắt xa hai thua bóp bà chế bà rộp này bà thua bóp bà chế bà rộp này dân mơ khánh bộ bà lì ở lời bà xanh chỉ về chắp hai thua bây nhạc nâng khó
còn đói trời đói cứ vi thử ở ban lui sân ba về mình ban lui thế về ăn phơm lên như bằng hồn về rốt lên đập bay chắc đập bay thơm mách ở ban lui pro ai phụ về trời ca lui nâng đập bay sâu ban đồ này ba pro về lang này cứ lang đòi xa té sâu lui hay dân đang hay tham là không chua rồi tham ba rồi bập à giông vô đơn giản đi cứ sức đại vốn chất bay sâu về rồi bằng hồn bà chất bay thập bị rồi vậy chưa bị sát khang phần ai vô thế nên cô bà dẫn mơ khơi ta à khăn là này dây thế xa khám ai ọt cho bà này bẹp cài phim cài bầy bà à lấy dừng mơ ta vì xin nà bà tế cam bà chìa bà dân nâng trớ tư chì chàng nà bà xin chìa mình đau dạo hơi rồi bà à dông vô nương xa ca nằm nà cho được tiệm bà chê bà rốt dân rốt mơ nương xa nè nâng trớ vì nia on rai đòi xa ca nâng nôm bẹp à dông vô đôi lô hôn xa nè anh khi ông mà đại khởi như ông bồn nhưng mà đại khởi thì nông sẽ có lúc men tài lúc hơn sai mới chế đại chỉ cái bầm ra rồi bỏ được thì mà hãy cái bầm ra cái đó bầm ra ấy buộc cũng mình đi tìm ông bồn bà chôn con cháy mình đại tới là chẳng ai tới riêng sốt chẳng ai ông bồn cứ hơn sai mình chia ấy tới tới riêng mình vút lên chân mà ôi cho bọn tê giờ đây đại minh sự thi nhà cho mỗi bà tế giờ đây bà tế Campuchia bằng bồn cho hát tờ lê khá nơi thì không bà đi ngay thì mà phải bay tờ lá bằng bồn cứ bà tế Campuchia cứ chi bà tế bà chia thơ bà tài tài trời bà đồ bó bà dông cho nông sáng thơ áo bà tế Campuchia thơ lẹ nâng tờ rốt cùng mình đi hành bằng bồn dân ở nơi bà đào gì cà nà bà đào gì áo lâu hơn sáng đừng nông bà tế thiết vì ân tờ lá gì bằng bồn dân mơ tha rương nơi sọc mê cứ sắp tay được bọn lô khuẩn xài nên chỉ nẹ bằng lại mình tha thôn thiên tức ba mình tha thôn thiên prey thôn thiên rai ai lơi xong bây tập prey nhưng có tới ban lô khuẩn xài bỏm rong nâng video ao chôn chiến chân điện hay là lơi rồi hốt đọc quá môi chùm nôn bằng bọn quá môi chùm nôn đài nâng đánh tức đài chỉ có rồi bọc về tới ban rồi bọc ai dòng dùn khuẩn xài cắt lô ao y và tê chân nâng dùn chỉ con này dân mơ khởi ta lô khôn sáng vì nó dốc mình mến cái dân buồn chân ăn được buồn lô khôn sáng vì nó dốc quả thì mới mới bì rồi chân ăn làm tay buồn buồn ta bị phúc lâu mến đi ba cái vì nó dốc chứ mỗi cơm khôn bỏ được thế ô hay buồn buồn trong mà phê chân ăn tay buồn phê trăm chân ăn tay là bó và dông dân khôn sáng vì nó dốc quả thì mới mới chắc bì rồi chân ăn làm tay ao chôn chết bỏ được thế dân chân ta việt nam bờ tây campuchia tức đây là bờ tây campuchia nâng tới gì chẳng nè chín năm pi pon mà phơi bằng bồn dân ở thử khai cái bằng bồn ta ca nói dân khai lâu hơn sàn khai buộc lại ca bờ tây bao dân nâng à lấy hành hào vậy cho con trai dân chúng ta cái dân dân không mấy gì bằng bồn dân ở ai chỗ đâu vào đây bằng bồn mà nâu na để tham mình slap bằng bồn có bàn tay dân slap không niêm dân chỉ chôn chỉ khỏe không niêm dân ca pi phô giả khỏe dân slap đi nằm lại nha bà con tay dân mơ ra bao bà dòng dân dân khi ông chưa bà con khi ông chưa ta khi ông bê thấp thấp thằng một niệm khi ông chưa tha ra bao bà dòng dân nâng lẹ trên phía mà chơi nâng rụp lê rốt tha cái ba không bê chạp chạp nâng hay đòi xa tay rương ả dứt thì thô khi ông chưa rốt tha cái ba đại đất non đòi lộ hồn dành lô hôn sáng cầm bông tài riêng cầm rôn phai nạc cá xùm lấp nâng cầm tích trong nhà xe hạ chết đại nơi khi nông chúa đất nóm rồi bỏ lô gầy bà dân mơ khởi thả lô hôn sáng bàm cháu một tay lô xô khánh chạp làm cháu đi một hồn cháu bị bón xáy của mình này bà ấy lơ đi chồng chưa thả cầm lô xô khánh đại chỉ trong nhà xe hạ chết mà chồng chưa thả triêm khứa rồi chỉ xa cháy xùm rắp chốt xùm chúng rắp cho luôn chúng mới bông bà ôn nè xài hạ chết tu trang bà tì bà à lấy dân mơ tha bà tích cam bà chì bà dân bằng tốt bí giá cùng rốc đó bà bôn à nó không bôn đi bì ấy trời ban xa hạ cung ôn trả chết chì bì xe bà tì mà hôm nay thông thông kê krong đa xâm biên thành đòi xa tay lâu con sáng mình prom rốt tốc cho cha nà mối đàm bay kết cư bì phò bà giói bà tì chịt bà anh ấy chia sóc nên tập cam rồi bỏ khmer nào mà bồn sóc nên tập cam rồi bỏ khmer đại tây ban lâu hơn sáng pro lấy ca nghe rồi bỏ bỏ bồn cam mà co cam mà can đi khi nhóm ăn sân khơm đi mà bồn khi nhóm không biết chúng nữa tha lâu hơn sáng bằng topi
bắt bông ăn được bơ đi bia ấy chấm mình chưa là lâu sẵn rốt cả nhì ao thoải bàn thôi đấy à lấy những mơ bọn mang ngay đi project bơ đất mày chấm nã sốc mà dọc thái rốt bọn nè hay à lấy đi à nhà thọ thái bằng cắp một chun tới bằng bồn cắp một chun tới cả cất cả cái như thế này chưa cắp tới bằng bồn mân nâng châu tật đầy kê ao lùi kê hơi ba ao lùi kê hơi bọn đó phụng đáy anh chlông đó đầy kê kê chắc bà chôn đưa bình cho à lùi đáy bọn bọn khmá ấy đáy dốt mà áo cháy đấy mình men lùi khót xóa lấy bọn bọn cứ lùi cháy kê ba lùi cháy kê màu dân châm mơ khơi thà căm mà có căm mà khá rí rốt lên nè mình thơ bắt bọn càng nghe bọn tốt bị bọn chung rùi chồng chưa thà ọt miền càng nghe thơ thì bà sân kì lô khôn xanh mình bác bà á thà bà giàu mình bác bà khai bà chăm khai dẫn cứ dân châu luôn coi đi dân thật tên thế dân thật nơi tiên bằng bọn hay à lời nè à lời Covid đó bằng bốn nâng rồi bó bà giông vô thân sáng mình tốt bằng bác ơi bà chìa bà đi xong bây ta lôi bà khai cư bằng riêng lôi bà lý là ác đô lê bằng bọn bà lôi một trái đi chá tại miên cọp khá nâng à lời chắp đám đá đô lê chắp đám đô bà đám đá bà hay à lời nè lô thân sáng cầm bông tại rốt lê cắt bà khai các bà khai chú bằng riêng nâng mình trái đi chá đại rô bóp lô hôn sáng mình sư cất đôi thà chú bằng riêng rồi môi có bệnh ấy nâng lô hôn sáng sư khóa lê tại à bà khai con gầm lăng bà đá bà bút đại sức chú môi rô bóp lô hôn sáng trời bán lô hôn sáng đầm lăng bà khai ảo bà chân như là thầy nó sẽ ghi về một bộ ta ca na dân mình cho rùm rùm đọc bà thích chết đừng ốc nên thế, bà tế Campuchia dân mình khó phí bà tế Campuchia khám để bắt bọn tư nơi không đập, cả đập đại dân đi chẳng dân cho luôn tụi này cả nạc bà xong rồi xin bằng phồn triêm rồi cho hai, triêm rồi cho hai chăm ta đo thằng ai dây bằng phồn rốt cả lạc tế xa chăm ta ơn tự đá chết áo đáy nẹ đang nơi không sốc nẹ đang nơi không sốc nâng vỡ cháu về tụi phồn đi bọn này เมตตาพรหมนิพพานจีประวัติศาสตร์สําหรับกวนใจจํานวนฆ่าจ้องจําอ้อมួយជីវិតบ่าวๆให้จ้องจํานั้นจ้องจําเราจํานวนក្នុងការផ្ដួលមេដឹកនាំប្រជានៅកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់លោករិនរ៉ាក់ខ្ញុំលើលោករិនរ៉ាក់មានប្រសាសន៍មួយចំណុចគិតត្រង់ត្រូវអ្នកដែលទៅរៀននៅសុកយួនមិត្តខ្ញុំគឺគឺមានទៅរៀននៅយួនណាពួកនគរបាលបាទគេថាបើចង់ឡើងសាក់លឿនទៅរៀននៅសុកយួនតែឥឡូវយួនបានមករៀនដល់ស្រុកហ្នឹងបាទនេះជាការពិតហើ
ានបំពែកបំពន់ហើយនៅពីនោះតែត្រូវតែខ្លាយខ្លួនជាយួនបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនហើយកុំទៅបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរអានេះគឺជាការពិតហើយអ្វីទាំងអស់នេះបងប្អូនជំនុំជាតិយើងប្រសិនបើយើងនៅតែប្រងើកន្តើយយើងនៅតែសង្ងំស្ងៀមទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងរលាយសាបសូន្យដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនឯងដូច្នេះយើងមានតែមួយគត់គឺរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាឥឡូវសូមមកគ្រប់អញ្ជើញលោកឈុនសិទ្ធិបន្តបាទបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមមកចំណុចទៀតបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហ៎មើលឃើញតាកញ្ចេះយួនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែធ្វើទៅតាមនយោបាយរបស់យួនទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនដែលមានគោលបំណងចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរចង់ដាក់អាណានិគមនៅប្រទេសខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មើលទៅអត់ប្រាកដទេបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនមើលព្រំដែនព្រំដែនឥឡូវនេះគឺយួនដាក់តង់300តង់ជាងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសួរថាហ៊ុនសែននេះដែលយកភ្នែកមើលដាច់ខើគេហ៊ុនសែនខ្លាំងតែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងណាកូនខ្មែរ2 3នាក់ដើរតាមផ្លូវក្រំតែលើកបដាស្រឡាញ់ធម្មជាតិហ៊ុនសែននឹងទៅចាក់ប្រើបលិះប្រើសន្តិសុខអត់ប្រើលោកលីអត់ប្រើទេហ៊ុនសែនលោកអត់ប្រើបលិះទេបងប្អូនម៉ែបងប្អូនគឺហ៊ុនសែនឥឡូវនឹងប្រើកម្លាំងកូនច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនមកកើតឡើងកម្លាំងកូនច្បាប់គឺស្អីបងប្អូនបងប្អូនកម្លាំងកូនច្បាប់នេះគឺកម្លាំងសន្តិសុខនឹងហើយគឺហ៊ុនសែនមកកើតឡើងអត់មានច្បាប់ទេបងប្អូនម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់ណា
hôn sáng cầm bông tại thưa lại à vay một lượt tất đầy mày à lâu đi có cho nè bảo bông mày có cho nè nâu cơ nông sẵn mất ra bảo mày dưỡng nâu khăn cầm bông sau tao cầm bông cứ miên trăm tâm mẹ tên có cả ơn nâng cứ trâu bàn hôn sáng luôn lụa hai bảo bông bà hôn sáng luôn lụa có ơn lý ngay chắc bảo bông mày đó nè ở trâu ở tay cho mơ đi hôn sáng luôn lụa sốp bắt thom chết mai ở hỡi đôi chỉ cọp đôi chỉ pressure đôi chỉ rai group ba giang cứ hôn sai lôi lụa tao chẳng hay hôn sai cứ chỉ mê chào thom đâu có nó bột sạc mày hay cái mai mau liên nâng bài sai cứ nó liên đời sai chào cái che yun bắt chết hôn sai nâng đại bảo plan đâu có nó vẽ trong tao như ngay bảo phôi toàn bà sân chỉ bảo phôi tao khnề ở cầu làm thế cứ chào bắt chết cái che yun hôn sai nâng bảo plan chào chỉ nâng tiệt chắc bảo phôi tao nè tao tao ao tai cho mơ thế cứ dân trong tệ cao lao đồng nghĩa đã bay bọn đánh chào bọn chiếc kịch chè dùn hôn sài ở ban trên bì bà tế Campuchia bảo sân chế bỏ bốn nơi ta ao tay mơ khám ai dân thằng bê tình yêu bỏ bốn mà cứ bê tình yêu chiếc Campuchia cao tiết hai đáy bàn dân thì chế chạm bê tình yêu chiếc Campuchia cao đòi xa ấy đòi xa khám ai dân nè nơi xo tức đầy bản năng hai bảo dùn chạp đàm đã nà đi cung ban cao kê nế cứ dùn nâng rớt nã đôi Campuchia cao bê tại ban thì dùn mây mây chăng đôi luộc sơn côi chăng luộc sơn côi cưới đấy cái cắt đầu các bạn chân bao bông hoa nè dớ ớt trâu bằng đau gì ớt trâu bằng đau ơi hôn sai từ phơi chỉ cài luôn hay cho Campuchia chỉ luôn đã bay ruồi luôn tại hôn sai này dớ ớt trâu bằng bạc chúng nó hôn sai này chân dớ trâu tại cọc tại hoa nè đã bay to tăng chỉ mui nên chào bọt chỉ cái chân hôn sai chân dớ trâu tại ngựa pro nè số bao bông hoa nè cùng áo tay nữ à lâu dớ mơ tiệt dù chôn cơm ai lâu đi cầm bông tay chôn hôn sai cầm bông tay cầm bự từ tam côn vô bài bạc dùn cứ dù chôn cơm ai trâu ban bất chu tu tu bỏ con sọc sai bỏ cái nắp bắp gì chôn cứ cầm bự ở quạt sờ bài lượn lượn tam rịa ca phát ra nên ca chu cường nhiên chẳng bao bông lâu nè dân cút nè nếu không chấm nói đi cứ dân cút nè là ngay bao bông lâu nè trâu tay cào lại cào lăn từ góc nè đầm bay tiêm tia ở miền sài gòn phía làm vậy là bay bật đánh nâng duôn nâng đại chiến đại chiến nét đại nàng cùng một lượt tiền Campuchia dưa gọi bạn hai tì môi là bay bật đánh duôn bạn cứ dân ta thuê bay vào một mảnh hoàng này cứ dân ta tay bật đánh cái chè duôn hôn sai thật bà dân bắt bật đánh cái chè duôn hôn sai thế cứ duôn nâng tại miền ông nai mà lượt tiền Campuchia chắc bao bao này ấp ra ấp tay xuống đây cầu tâm học nè, prom nè, để cân đông prate, để cầu prate, hai nhân cha ông trai chết, à lâu đi cứ cho cả lo nè, bảo bông mày học nè, cứ cho cả lo nè, đòi sai, cứ đòi sai ông trai chết đó, cái quan trở từ lơ nó vô bài rồi bỏ, cái nắp pasu pro chết, cái nắp pasu pro chết cứ cái quan trở đòi sai dân to su đòi hàng ra, chẳng ai cả nay dân to su đòi hàng ra, cứ ông trai chết quan trở, chẳng dân biết đâu cả, hay thế mình con trâu từ lơ rồi thằng bà hôn sàn thế ở xa rồi thằng bà hôn sàn nó pra ông phơ ông phơ hâm sạc mà lơ bà chia phô luật máy nên nhẹ bà chăng được luôn chân cái nạp bà chết quất to su đời à hân sạc chân ông trả chết cái con trâu dự chân dân miên ông ca lỏ một ca châu ruộng cái đĩa đã bay rụt lọc tế chết dân ở trên phim tế cảm kiệt bạc nhầm sông phần này bà ở con nà lục chân thật thịa lấy dư cả lệ mà mời tích tiết cõi pi yun bị chia hôn san ao khai thả ao yun mau đột chúng ta giúp bị chôn mai lên lên tập đây mai ấy à lấy những cái lấy bao cục bông chín nặng tịt ở lâu chưa thì bà bạn à lấy đi khơi thả hết thả rất chân na sống quan đây là hôn san băng ao đây yun sai sập ta đó men ao trăm đấy ở lâu chưa thì à lấy đi cái thuốc test sát sát đặc biệt ao yun này hai chiếc máy cái lấy cho mất test máy mình test máy với cứ nhiệt từ mưa tan đúng không mưa pin mà khác cái lấy nồng khang bà bạn à cái con này cứ chỉ nhất là sao cứ chỉ câu này vô bài là bài ổn giải đặc biệt cùng rich chung chiếc yun này lên tận đỉnh máy à lấy một con cái nữa yun vì máu nơi sọc máy cứ bị ăn chết chia cầm nát thế tay cầm này máy chơi đấy đây chỉ mà chắp rồi thế nóng kia phần chia cầm đáp lúc đáp lúc đầy hai dũng sông dũng có ăn miếng phần chia cầm nát này bà ta hôn đi cứ chia chút ta xa rồi bỏ dũng đang bay lên từ bạn thật đầy bỏ khỏi tê hai ba bốn cân nữa bỏ sân bỏ hôn sàn bất chia sở lại phần chia bỏ khỏi mẹ nè
Hun Sen mèn tới ca pi yuan ca pi cắt tật đây khmai ao yuan tê. Ba ba. Cứ Hun Sen trơ ca pi phol bây giờ khmai trơ ca pi chiêm cho chị khmai. Tại bài tới chị Hun Sen nghĩa tới nè na nè gì phụng đán Hun Sen chạm đã cố. Ba. Tại Hun Sen nè gì phụng đán tại hai ấy bàn chị mình chạm Hun Sen đã cục đá. À ta o nê bò bò Hun Sen cầm phụng ta cắt. ប្រទេសខ្មែរយើងជកងជកងដើម្បីលក់ឲ្យបរទេសជកាជាពិសេសចិនហើយនឹងយួនជាបានឃើញប្រព័ន្ធសបស្រាយទីសកិច្ចសបស្រាយប្រុសព្រៀតគឺបណ្ឌិតពីកោះវិញកោះរងកោះអីនេះគឺត្រូវបានហ៊ុនសែនលក់ឲ្យចិនអស់ហើយបាទហើយបងប្អូនបើសិនបើហ៊ុនសែនលក់ឲ្យចិនអស់ហើយតើបងប្អូនទុកហ៊ុនសែនយ៉ាងអីទៀតបាទ អឡូវយើងគិតមើលសូម្បីតែដីកោះហ៊ុនសែនលក់អស់សូម្បីតែប្រៃឈើហ៊ុនសែនលក់អស់សូម្បីតែភ្នំហ៊ុនសែនរំលែកអស់សូម្បីតែបឹងហ៊ុនសែនលក់អស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ៊ុនសែនបានពង្រីកជាតិសាសន៍យួននៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតផងយើងគិតមើលយើងក៏លេងមើលទៅអស់គ្នាមិនខ្ញុំចេះតែថាទេបងប្អូនអាទាំងអស់នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាយើងគិតមើលខ្សែសម្បត្តិដែលហ៊ុនសែនឲ្យហ្នឹងណា វិចំមកកលោបួនជ្រុងទៅហើយលោកជួយបាទហើយយើងមើលការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការរស់នៅការស្រួលឲ្យការរស់នៅរបស់ជនជាតិយួននៅលើទឹកដីខ្មែរបាទគឺស្អាតមែនទេគឺធ្វើផ្ទះនឹងគឺធ្វើស្អាតបោះស្តង់ដារតែម្ដងបាទហើយរូបភាពទាំងអស់នេះបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យជារដ្ឋខ្មែរវិញមិនដឹងជាសម្លអយ៉ាងណាលោកជួយមើលអាចចំណុចហ្នឹងណាហ៊ុនសែនអាចធ្វើផ្ទះយួនស្អាតទេអាផ្ទះខ្មែរហើយបុកឲ្យក្រោយផ្
របបអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនបាទយកផែនទីដែលយួនគូសឲ្យយកមកធ្វើជាផែនទីគោលសម្រាប់បោះមង្គលព្រំដែនបាទតែលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានយកអាផែនទីដែលយួនគូសមកឲ្យរបបអាយ៉ងយួនលោកបោះជាមួយយួននោះទៅដំកល់នៅអង្គការសហជីវជាតិទេបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានទេខ្លាចតែកាលណារបបអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនយកទៅដំកល់ជាគេហៅថាដំកល់ពេញសិនណាដកអាផែនទីចាស់ដែលនៅដំកល់នៅដែលបកគោណាដំកល់នៅអង្គការសហជីវជាតិនោះណាដូចបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើបាតកម្មភ្លៀងអញ្ចឹងរបបអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនរកវិធីលួចដីឲ្យយួនតាមបែបបច្ចេកទេសគេហៅថាលួចបែបសម័យថ្មីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាផែនទីដែលបកគោណាយកទៅលំកល់នៅអង្គការសហជីវិតគឺយើងទទួលស្គាល់អាផែនទីនោះតែអាផែនទីដែលយួនគូសឲ្យកញ្ចាស់អាយ៉ងយួនហ៊ុនសែននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរអត់គ្រប់គ្រងទេជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងជំទាស់ដាច់ខាតរលលោកហ៊ុនសែនបោះបង្គោលឯកតោភាគីជាមួយជនជាតិចៅយួននោះដែលមកប្លន់ដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងសស្រនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងអត់ទទួលយកទេបងប្អូនអានេះគឺជារឿងក្បត់ធានបងប្អូនហ៊ុនសែនក្បត់ធានមកជាប់គុកវិញបងប្អូនជាប់គុក7ពូជបងប្អូនក្បត់ជាតិបងប្អូនលោកនៃមហាគេហៅថាក្បត់ជាតិនឹងគ្មានអីធំជាងកាត់ទឹកកាត់អីឲ្យជន់បរទេសទេអានឹងក្បត់គេហៅថាក្បត់លំដាប់លេខ1បងប្អូនបាទវាអស់ក្បត់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹងក្បត់មហាសែនក្បត់ហើយមហាសែនថោកសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយយើងមើលលោកហ៊ុនសែនពុះពុះកម្ពុជាលោកជាដុំជាដុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនយួនហើយអាដីខ្លះឲ្យយួនដាច់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារប៉ាពួកលោកហ៊ុនសែនយើងឃើញហើយថាសំបីតាចៅសំបីតាជីដូនមួយក្មួយគេមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនដែលទិញតម្លៃរាប់លានដុល្លារបងប្អូនទៅចាំថារបបអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែននេះគឺបងប្អូនលោកហ៊ុនសែននឹងអត់នៅជាមួយសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែននឹងទេលោកហ៊ុនសែនដឹងណាបងប្អូនដឹងថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសក្នុងជួររបស់លោកនឹងធ្វើរដ្ឋបាលទម្លាក់លោក
nhưng chẳng hai bạn lâu hơn sáng chùm nay lưu đại khuôn bán lộ trên bán nữa ao lưu từ bóng bóng con ngôi và khuất xong rắp tinh nhân hoa xong rắp luôn hai ai lưu nhân đang ai thật bóng bóng con ngôi và lộn sáng ớt nơi bởi thầy cảm chế đấy bóng bóng nơi ta lâu hơn sáng đấy bóng bóng à con ngôi ấy nó cứ rút tới bởi thầy kêu hả do lưu đại lộ trên bởi máy đấy từ đây xin trái bầm bơm chùm non điên mình từng ngon lưới đại độc bó bà giao dương sáng lưỡi chết do từ lộ đám bấy phòn bởi giáo trong bạc bụa của xa bà lâu phòng cửa thân án là bà bồn cửa thân án là tại cao nay dân mình châu rung rung đoàn bà tế chết ở bán toàn phê lê bà tế cam bà chi mà dân mình chấp bà bồn dân mơ khơi ra rồi bó bà giao dương sáng cứ còn bông thật đá từ rô còn lô mua cho ta còn lông đại duân cú phi hỏi duân duân máu và tế Campuchia cứ ọt đai là o đi bằng hồn duân về máu dân đăng này bót bằng chê là bó duân rót bót bằng chê là bó duân cứ lô hôn sánh thua tam được ngọt xong bây giờ rương phật đốt bánh sản án đấy rót mơ nè à lâu nâng rô bóp lô hôn sánh còn bông đại chênh áo duân máu và đá bằng hồn hay à bánh sản án đấy nâng rô bóp bà dông duân hôn sánh ao chôn chết chôn từng nó miền sức châu rung bỏ chết áo không chứ năm phí phòn mà phê phí điện ba án ức trang mà chứ bà ta mên bắn xa nơi ta mên cái áo ta ta diễn nó bắn thì chết cái máy cứ bỏ cột nạ à chôn chết chôn nông về ách nâng bỏ chết áo bằng cứ lúc nào nào bỏ bồn dân mơ ta bỏ chết bỏ cái máy mà rốt nơi tất đầy thái bỏ lọc coi chùm nạ xa lúc cái mau rốt nơi bốt đó mà phê chết áo ở toàn miền sức bỏ chết áo nơi tất đầy thái phong ai lấy à chôn chiến yuan mà bồn, năm pi pòn được chấm chấm bàn, đôi chè năm bao nhiêu nào? Pi pòn này. Ba, à yuan nè, à mình chơi bao lâu anh sai nè, đắc chôn chiến yuan cả kinh cả cây, à khla ọt đằng thà. Pi pòn này. Ọt score cả na, ba mình chơi chôn bằng xu xu kê, à khla hiền cho bảo nè. À lấy những mờ, thà lấy yuan nè, cầm bông để bọc chồi, cầm bông để bọc chồi để khmai, giang cả kinh cả cây, hai đồng bóp à yong yuan hôn sai nè. Cái sùm rùa này cho bà ấy tăng phí ai cái xa xa nữ tăng phí à ta thì nó bắn là sốc nó bệnh dàng à nếch chỉ cứu thân án hả bọn bọn dường mơ Crimea Crimea tới bán rồi xin vô bán đời xa tay giúp thả vị thí bài bình ai lời chuôn mình đang thả Crimea nữa Crimea tới bán rồi xin vô bán đòi ca bình chôn cho nên thả vậy nữa à nâng chuôn mình vô một đai tam cái hai thả luôn thưa anh anh cũng bài sợ mấy chục nơi bồng bột cứ thằng nào mà phát cứ anh nó ngay chẳng sống bồng bột chốt luôn được gì chỉ mỗi cái nắp ba sân khấu chết chỉ mỗi bồng bột mà hai cú sạc máy đầm bay trong đó một thế chết chỉ mỗi dân được gì cái nắp ba sân khấu chết cứ ở bồng bột ngoài chào lấy bồng bột khi nhóm luôn nơi tận đây thấy khiom nâng nức sơ mai đo bóng bóng chân đường chết khmai nâng khổng tiết hốt khiom sông thân ta mình vô đi bóng bóng buộc khiom nâng thay rộp mơ rộp sáng nha nâng châu luôn thơ mà phát khám chỉ mỗi bóng bóng đã bay tùm lạ rộp bóp ai dọc dôn hôn xa đi bóng bóng bạc sông mô khôn bạc ọc con nà lục rừng rạc à bà dương đi dây tớ bóng vọt rộp bóng hà dôn bọc chân nọt đời dọc khmai nâng cả lấy năm pi pon đập bay nữa pi pon đập bay thì bao nhiêu đấy bao nhiêu ao cái chỉ tại mà pi pon đập hay pi đấy cái lấy bao chỉ chốn đấy cái lấy bao cái tập chỉ chốn cứ cái bao ao yun nghe kìm đó đập bay đập nón mà rót cà phê bao kìm đó anh ấy kinh doanh bất bao bốn anh ấy mấy chục chết từ tha đây bao ôn kết nữ đôi lô cái rừng rót bắn miệt sa chậm nơi Crimea, Russia, Bosnia đó, cứ bộ rốt Russia lên lục, bà xâm lý, bộ rốt Russia lên lục. Nè, đối chứ nè, ai ta mong này dụt tờ xa nè, cứ dụt tờ xa xa mấy thầy. Đối chứ nè, dương cử lê bơ tờ vinh, nơi Campuchia rồi bỏ dương, mình không bị Crimea bằng màn thầy. Hay, bà xâm chi miên ca Bosnia mấy nè, nơi chẳng nằm bị bỏ thấy, mà bị bỏ nó thấy mũi đấy. Cứ chứ bà nè, bà con chứ miên cả nạ bạc dùn môi một cái láo đàm bay chô bà con bà chết đàm bay khả đất nôm rất thật bà hai bê nô cứ cho mà rồi về rồi cứ dùn nâng đất nôm bà tì chương hai hai vây đây xong khăn kiến nó bảo bốn cực nạ mẹ tế đó bà. Cứ mến đôi Campuchia kào mê bà. Campuchia kào hai đây bàn kì ọt đất bật khăn mẹ tế này bà.
đòi xa ta bờ sân bờ rớt Campuchia cào kỳ rốt bọc mày bà bọc ôn Campuchia cào cột rốt bọc mày cột bèo cào rốt bọc mày bà con tè bờ sân bờ mày bờ duôn cướp cướp mày bà nó cứ lướt Campuchia cào bà bờ sân bờ duôn thua tốt bọc mày mày ở bên cạnh rốt tay tê bà anh đang gõ ở chỗ rốt này bà anh to lại bà chân miền miền đông mỗi cột cứ duôn trong thua anh các bạn này à trong chúng nó đi bọc ôn cho được chiếc mày cứ cột thả khả năng đốt này miền tại một cột cứ dương tự ngọc kia công áo dương cột cột dương toán dương trời tại ngước cho lang tự ngọc kia đang bay bình chọc rộ bọc đại ca hồn sàn ở toàn bề bình liếc đang bay sông cột chiên dương có đôi chiên sông cột lực thị bình chiên tập tay nơi Campuchia ở toàn bề bình liếc bạc sông ở cột sông cột chơi lục chân gì mình biết bình quay ra với một thai mà sông cột chơi bạc bạn đã chung nói rằng phát triển bắt dưỡng đại cổ phong này dây nếu nhóm chôn sử thi nhóm mơ khơi si chùm râu á si chùm râu chứ năng tiết cứ rồi thằng ngày nâng dụ bà chôn không ai dưỡng nâng mùi chùm luôn nâng đại cổ phong tệ bùl tên nâng ca phụng vô rô bọ khả nạp bạp bà chì chôn nâng này nhóm mơ khơi chạy lô sử khôn cứ còn nâng cứ khả nạp bạp bà chì chôn nâng bê ta kì hao kì kiên cô dụ bà chôn nâng ở tờ chô khả nạp bạp bà chì chôn nâng cứ kia do vậy mà trong chất dụng chúng ta lưu sử dụng đằng ấy bán do sự chi của thua cũng là thua tất chất sản hạ chết ấy màu tiên dụng chúng ta còn đấy cứ kia do cường nhiên kia do sả bia kia do lôi kia do ổng nạ màu tiên dụng chúng ta còn đấy chắc dụng chúng ta còn đại trô cả nạp bạc chí chút nâng bà dân sầm phía dụng chúng cả nạp bạc chí chút mà bọn đấy dân xua ra ta dụng chúng cả nạp bạc chí chút nâng châu thơ chỉ dụ chôn cái nạp bạc bởi chí chôn nâng cô bầm non à vây cứ và cốt chứ ọt chơi ra đám bay chết đám bay nhật vô ấy cứ cái chơi tí mũi cứ ở ngay tí bí ca bia xong thì biếp ca bia xong biếp nâng mệt ca bia xong biếp thầm ai đi ca bia xong thì biếp ở dưới ca bia xong thì biếp ở trong hôn xài nâng ấy mua lại đấy bằng kiếm chôn thì đạp biếp thả xong thì biếp nè có ca bia xong biếp ấy cứ ca bia ở dưới cà phê ơi hôn sai cứ đòi sai đòi sai Campuchia ấp miền son để phiền tệ ấy lắm đi miền son để phiền tại cầm hôn sai này đòi sai hôn sai nên bàn phlon bàn phlon rồi chăn tẹt với chiếc bơm rót chiên bẹ cả đào bờ tây thái xua thả miền son để phiền chẳng nào anh ấy cái hàng son phiền ớt lớp bờ sân chỉ chơi miền trộn sầm bạt ưu thế họ nè cái nắp bàn của chiếc bơm đôi sập rót tẹt bao nhiêu nhóc thái cơ bàn trao hôn sai phlon hai cái sai đã xong để phiếp anh đang hào xong phiếp ấy bà xong để phiếp hai cái bàn hôn sai tập lòng kì bà hôn sai sẽ lành xong phiếp rương ấy bàn chào bọt chiếc hôn sai màu lòng cả nạp bà xong phố chết màu lòng chăn tẹp và chia bồ rốt chiên bày lì nẹ chân kê bằng hát dư vừa chôn nó ra phía xong để phiếp nó cứ kê sầm đau tờ lơ xong thì phiếp trong hôn sáng hai nền trong dùn nà đai chia chỉ vai được bỏ chào cái chạy bọt chia hôn sáng nơi nhìn chân bó 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 nè cút tên nà nè bó bó đó nè chân dù bị chôn cái nạp bạp chì chôn nè kê bỏng riêng ao ca phía sầm mặt cặp hò dùn dùn lại thlon bàn bị khmai tập bỏ mát đôi chì prung tay đôi chì cọ lâu nè cổ bông tại bắt ra bà đá đời sai chào bọt chì cái chạy dùn hôn sáng chắc đau lụa bà đau bà đá có nơi con ông sớm mất tại ngõ từ đôi chị có tang có xe có ấy nữa cứ chào bọn chuyện hôn sai nên luôn tại ngõ mà chẳng hạn bọn ông mai nó đi dân ấp cho ông đánh nơi bàn kề nơi chúng mình rằng cứ dân trâu tài chuối đặt tiền bọn ông dân tìm muối tìm pi cứ làm bay thưa rằng là ở cho luôn thưa bà cắm làm bay lục đọt luôn ở tranh pi cần đặt đáy chào bọn chuyện kinh chia luôn nâng à nam cùng du lại bạn chẳng hạn như mơ xin chúng đâu từ một việc dù một chút ta có nè dù một chút đại nông nông chua cả nạp bạc bà chị chút nè bà dương mơ tớ dương ọt miền thơn quạt vì dây tập đi ca sở lãnh chứ đây bà dương dây cầm phung tài lai chứ dù một chút nó nâng báo cứ chê bà rồi chê bà dương dây bị ca ọc chơ kê bằng vô tha bà chơ nâng áp bì vô rưu có cắp bà xanh chiên bôn ấy lúc cái thằng cắp đánh bút của mọi người cùng chạy rưu có cắp đánh cái bài cả hôm hôn xa anh dây rồi viên viên dây tao còn bốn dù một chút tao còn hết ôi tao chứ chăng hãy bao kê dây bì xa bốn miếng ai cả đánh ai cả riêng nó trong ôi và chia bốn rốt khmer đào tua chỉ nẹ xa bốn miếng ai cả riêng viên tao còn bốn dù một chút tao còn hết dây cho mày cứ viên dây cả
nâu lưu lúc đi khu miên xa bọn miên nạ ai thế khiêu canh như rớt á nì rốt thăm bằng tay cả xuống bọn miên á prao biện chăng bu côn bằng ấy cứ bọn bút dụng cho nên nà mình ao miên cả tụ tuôn phả đáy bọn miên bật ấy hay mình ao dụng cho nên ta tu chiến nhẹ sọc xài bọn miên bật ấy à nâng ai chụp nói nâng á cứ cụt nạ chụp bơ cụt nạ rồi từng ngày đi cái nạp bảo chí chút bọn bút bọn bút dụng cho nên trao nhé cô tổng nói cứ tự đáo bọn sang thôn tiên cơ mai nâng ấy bà ở thái mai chạy sẵn lạnh bà à lâu thì chúng tôi có cả đi ao lục rừng rộn to tiệt bà ở con chồng sông thàn tịch bà dường mơ khơi bằng màn tháng ngày khám bằng màn tháng ngày bà khơi xa bò rồi miên chân này bà bà kê thái tu rộp rồi trương rộp bò chân trên dưỡng rùm lốp đánh ạ thấp vào tay dịp hiếp rộp bò mà dường thở chám mà bằng hồn chân trên dưỡng á tuốc này sát dưỡng ạc hên tư rùm lốp ạc thấp tay đang giả mốt mà lấy lịch bồn đọp à cái banh tập bà lịch ở mong bà phồn tay dân mơ ca đất nóm rồi bó à dòng dưỡng thân sàng đôi chỉ cái rồi bỏ dưỡng xót xa cái rùm lốp đang ạc thấp tay dịp hết không ai đang giả mốt á rồi bó bà dòng dưỡng sàng ngon chân chân bà ắt hên bà, ắt hên thì dây sao mày đầm tịt. Duôn mà bắn sầm lạnh máy đi. Bà, nó không lúc sầm lạnh máy nó khai phốt. Nhóm mít ca chơi chậm nè. Dương mờ, đo thân nào rồi bay ca, rồi bỏ bật tích chân nó kịp hẹp. Máy đó nè, duôn nè, rồi lốp, đánh sầm mất chân nè, ở đánh sầm mất máy á. Sầm đá ca, không đăng ai, nhóm đo sẻ ai, tam bài sầm tê vị thị. Tại dương complete nè bà bồn. Duôn về châu ta đo cả lạnh nè. Cứ về mến mến ở nông lo đi bằng bồn. Cứ về chuông dốc đất đây cả lãnh nông đầy bồn. Hãy dựng công phích tha đánh sầm mất khám ai bằng bồn. Thông nào bằng bồn. Tại ai lời nế rồi bóp ai dòng dùn về chạp bằng đám cho hát tờ lê khá. Kết cú rừng đánh sầm mất tất sầm mất cho mỗi khám ai đi ở đây. Chẳng dựng công nơi xìm bằng bồn. Rừng đánh sầm mất khám ai nè. Cứ miên thôn thiên ra ai chả lá bằng bồn. À chân của chong bán, à dương của chong bán này bằng bồn. Đòi xa ấy bằng chân, bà chân là bài cá áo ấy bằng bồn. Đòi xa tay à chân nâng về phê khlạch dương nâng, về dốt đánh à thấp vào tay phía bọc mê. Vì khlạch bắt bà giáo bán về phép mê. Chân à lấy lô hôn xa nâng cũng công ta lê la bằng bồn. Đòi xa tay rồi bóp à dương dương ấy, vì chong tay chắp chân tịch. Bà, chong chắp chân tịch, chong... Chong the ao tức đan đây sầm mất ản ấy bông bồn chong ao sầm mất tới chân thì chong ao tới yun thì đó phải chẳng bị chập làm lề là hãy bưng chân bông bồn bưng chân làm mấy chuôi tung xe từ cách bằng top bia và pron ăn không phân độ bị cầm chìa hôn sáng son giá than mình cắt quạt môi chấm nón ao bị chân tay lấy ả yun đừng đắng thả ản đi bỏ anh đá anh tự yun mồn anh lấy chân của bông màu mai bông sáng bông bồn hôn sáng bàn tư ông vô áo cơ ba chỉ mùi chân áo chân nâng chuối túc xếp tật cách bằng tốt phí giá cung ông ta đã chết đã xong phí mà lời cảm ơn chết ai lớn đi hôn sáng nè còn bông tài miên phá nhà hát đời xa cả dương nâng về tư vô ạc lãnh hôn sáng bồng rong tạo chân hôn sáng là nát con cô thân ai bồng hồn hôn sáng đốt bồ chân ta cao na ốc bởi giáo chồng bùa dương chồng bùa chân nè bồng hồn rốt cái lãnh ngọt bọt khơi nè bằng phồn. Bà rốt cái lãnh ngọt bọt khơi nè. Bốt anh à có tới quang lan bay nè bằng phồn. Chắc định hôn sáng mình khóc bí bốt nè bằng phồn. Rồi dân đăng ơi tha hôn sáng cứ chỉ bốt tì bì. Hai dân dân đắp mờ sẽ la cái đây cái mai cái hôn bằng phồn. Sẽ la cái đây cái mai cái hôn á. Bà nguồn chê kêu dùm phồn thả hôn sáng chọp tẹo tuông riêng pro lai pui sạc mai đây bằng phồn. Sẽ đắp mơ ai cả xa xa đàm con tay khiêu dùm phôn ba này dê chăng á bà bồn hôn sáng bình chê áo ít là cao khách cắm ổn ra chết à là ca con cắt ba mất tu tố à mất khách mà ha chôn nóng kể khơi thả ca này dê dùm bó khiêu dùm phôn nâng yên xử lý đó việc bay thế lấy từ xa thế này chôn tay lấy bà chê bà rốt khám ai cột đắng ai tha hôn sáng miên chọp tẹo tuông bót ổ cực bỏ lại bụi sạc mày khi nhóm chưa tha vô đi bà bồn cái nạp bà xung cư chết chạp đàm thuê giúp tình này cả bỏ mô nhạc cực đồng bón tu tiên bị phục lộ bà áo ta miên khám ai đồ này ấy lời hả nhạc đến cặp ra ông đá ơi bà bồn ta ca na cực chùm nuốn
តលាការអង្គកម្មអន្តរជាតិនឹងរៀបចំសំរៀបចំសៅរើចាប់ដើមហៅហ៊ុនសែនក៏ហៅបងប្អូនតកាលណាក៏ហៅបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ណាស់របបលោកហ៊ុនសែនជាប់គុក7ពូជបងប្អូនរឿងអង្គកម្មមនុស្សជាតិណាបងប្អូនធ្ងន់ធ្ងរណាបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនរត់អត់រួចទេបងប្អូនព្រោះអីតាតលាការអន្តរជាតិចេញមកហើយបងប្អូនបាទប្រទេសណាក្រៅគេខ្លាចអារឿងតលាការអង្គកម្មហ្នឹងណាបាទប្រទេសគេមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចយោធានៅតែតលាការហ្នឹងអស់កោទៅកាត់ទោសបានទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទអាលោករឿងរត់អាកន្លែងនេះខ្ញុំមើលឃើញចេះមើលឃើញប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេចែកជា2បាទដែនកោះដែនទឹកហ្នឹងគឺចិនជាអ្នកស៊ីបាទបាទហើយតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺចិនវាប្រាប់តែឲ្យយួនទៅតាមព្រំដែនទៅកុំឲ្យតែដែនទឹកបាទដូច្នេះអាវិញដែលចិនគេនិយាយហ្នឹងមិនមែនចិនវាមានការពីឲ្យខ្មែរទេបាទគឺចិនគេតែចិនវាថាប៉ះពាល់មកអញហើយអានេះថាការមកមុខបងឯងឯងអាចិនថាឯងហ៊ុនសែនថាឯងឲ្យអញមិនឲ្យយួនចូលទៅទៀតអាត្រង់ចំណុចនេះបាទព្រោះហេតុអីប្រទេសខ្មែរនេះគេបែងចែកគ្នាបាត់ទៅហើយគេចែកគ្នារួចទៅហើយយួនស៊ីតាមព្រំដែនចិនស៊ីដែនកោះដែនកោះបាទពួកនេះជាការពិតព្រោះហេតុអីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនគឺចង់បានមូលដ្ឋានសក្ដិនៅកម្ពុជាបាទហើយកោះកោះនេះគឺជាកន្លែងពិសេសដើម្បីចតកប៉ាល់ធំធំកប៉ាល់ចម្បាំងបាទធំតបរបស់ចិនហើយហេតុអីបានចិនយកចិនប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាយួនចូលមកដែនដើមលោកពំពៀនដែនអាដែនទឹករបស់កម្ពុជាហើយតាមការពិតចិនវាអត់ចង់ឲ្យយួននឹងមកចូលមកមើលឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋានសក្ដិរបស់ចិននៅកម្ពុជាទេបាទអាទាំងអស់នេះបងប្អូនជនជាតិយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហើយមិនបាច់ស្ងប់ស្ងៀមទេគឺត្រូវតែងើបទៅអស់គ្នាដើម្បីដេញហ៊ុនសែនហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគេបែងចែកគ្នាជាកង់ហើយចិនស៊ីទឹកយួនស៊ីដែនស៊ីតាមព្រំដែនអាចជាពិតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនបើសិននៅតាមកោះនឹងនៅតាមព្រំដែនត្រូវបានហ៊ុនសែនហ្នឹងតម្រង់ព្រំដែនណាបាទតម្រង់ព្រំដែនហ៊ុនសែនតើអាបារាំងនឹងវាឈួតវាគូព្រំដែននេះក៏វិកវក់វិញវត្តអត់ដឹងអីចាំមើលអញគូអញគូត្រង់ហ្នឹងបាទយើងអានេះគឺជាអ្នកឆ្លាតហ៊ុនសែនសម័យអ្នកឆ្លាតណាបាទអឺគ្រាន់តែផឹកស្រាជាមួយយួនមកកៅគឺហ៊ុនសែនចំណេញដី2000ហិកតាបាទបាទវាមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រឯណាយួនទៅល្ងងដល់អឺឲ្យហ៊ុនសែនចំណេញដី2000ហិកតាបាទខ្ញុំសង្កួតទៅមកក៏លឺពីហ៊ុនសែនមិនតាឈួតសោះបាទបាទហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនអួតព្រោះហ៊ុនសែនខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋងើបបាទអានេះជាការពិតប្រសិនបើដែនកោះហ្នឹងវានៅតាមព្រំដែនហ៊ុនសែនតម្រង់ហើយបាទតែដែនកោះហ្នឹងវាអត់នៅតាមព្រំដែនហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឲ្យយួនចូលមកកាយតារំលោភដែនសមុទ្រណាបាទចិនវាប្រាប់ចិនថាអញមិនចឹងអាមើលយួនចូលមកហើយនេះចូលមកអរិស័ទនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះនៅលើដែនកោះអឺកាយថាដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរហ៊ុនសែនណាកុំអីទេចាំខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយយួនស្ងាត់ស្ងាត់បាទពួកអាអូអូកន្លែងដូរឲ្យបាទពួកអាហ្នឹងបើសិនបើយើងនិយាយខ្ញុំឆាយទៅវាអាចមានសង្គ្រាមបាទតែកាពិតផែទេហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនឥឡូវនេះជាពីរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនជន់តែទូកមួយទេគឺជន់ទូកពីរបាទលោកសួនខ្ញុំមើលអាចំណុចហ្នឹងនេះការគិតរបស់ខ្ញុំឯងប៉ះខុសត្រូវឯងក៏មិនមែនអ្នកជំនាញទេណាគាត់ខ្ញុំចង់មើលចេះខ្ញុំថាចិននេះណាហើយនឹងហ៊ុនសែនហើយយួនហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺយួនវាដឹងបេះដូងចិនច្បាស់ណាស់ហើយកុំបងប្អូនខ្មែរកុំច្រឡំឯងហ៊ុនសែននេះអើចាញ់ពីយួនទៅពឹងចិនបាទអត់ទេអត់ទេគឺអាយួនហ្នឹងគឺវារៀបឆាកល្ខោនជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីយកចិនហ្នឹងជាឈ្នន់ទេបាទយកចិនជាឈ្នន់មកទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាយួនយួនណាគឺវាបានសមិទ្ធផលប្លន់ពីខ្មែរមកច្រើនណាអញ្ចឹង
tam rịa hôn sai nưng ai tê chách yun nưng ai đai ban ới khmai plon đai ới ban ới yun phơ cục bạch chang tơ khơ mên ba chưng hay yun đâm bây rơ sa samat phol ba thơ khla chưng ai rơ rương ba khơn hết chưng hay bơ chách chưng ba chưng ới hôn sai phơ trơ mu chưng ba ới hôn sai nưng ba thơ trơ mu chưng đâm bây ban chum ới ban chnênh pị khmai khla pô chách phol phia liếp pị khmai tê tuột ba pô yun vi yo chral na hay chẳng hãy đôi trong dây thẳng đôi tao hay hai gì nào chẳng hai gì nào nó việc si ở đây chú lù nó bàn cho nó chẳng à tao chân máu chẳng hãy bị ao à tao chân nó si tích tui tao chẳng hãy hôm nay đi cùng tha hôn xoay các bác phí dùn bỏ bồn mày nó thì ọp các bác phí dùn đi hôn mày hôn xoay nó dùn nó cứ chìm nó tại môi đi bằng tay hôn xoay đi cứ đào tàn cồn vô bài dùn ao thơ chỉ chạy thiện liếp à vậy để plon bị khmai nữa tự chân quá còn là chơi bên đấy còn đa chào khao đấy bắt sờ lon đây đấy hôm sai bọt vua đây tập phân chân ọt tê bỏ bồn hoa đi hay môi tiền cao na cho hôm sai chơi tập phân chân chẳng không làm bay ao bị chia bồn ruột nè mơ khơi cả hôm sai nâng không đọt đây chỉ vua đây chắc à vậy để cái trao cả hôm sai nâng cứ chia cả chia vua ta bị đau máu cứ trâu bán prai nhé tại mơ quạt cái trao cả quạt cái chia vua là lâu mơ quạt bọt vua này mình chia vua nè chắc cái ai bọt nó ở hôm sai mà to nè chứ là hôm sai mà to nè cứ hôm sai nâng bàn với chị cái nhóm bông ra bằng dùn to thế này kìa nhé chẳng hãy bàn dùn ao hôn sáng đào tù ao hôn sáng đào tù đó với chị chạy phía liệp ở chân đó ta bất hôn sáng đào dùn nó cứ chìm nụ tại môi thế ọc miên bọc dùn xây thế ta bọc ông cái mai đó đi tách sửa lông ra hết ta bọc cho nó hôn sáng đó hôn sáng vừa lóc bọc dùn này cả môn trong các quạt tịch chia dùn chẳng còn chưa bọc bông mai đó đi ọc thế chưa đi nó cứ hôn sáng chỉ nẹ một lần chị chắc ao yun màu xì khmai off mà cần đâu hỏi à lâu nâng chuyển nẹt lên ở chân nâng màu xì khmai đi chắc á giờ mới đôi chỉ cọt nâu càng càng cọt con này nâng cứ luốc tới giờ ọt miên sol ấy cả muối này ọt miên sol co muối này cứ hôn xanh luốc hay luốc nâng cho lôi thế nào ọt đang cả lôi thế này và hai chỉ lôi nâng á cứ hôn xanh nâng cho tập cọt tục à lâu ní xong bây giờ ăn ra chết có hôn xanh ăn hiền nhào đấy nè bởi sai ấy, ở hiện nhà hôn sai nữa, cứ ai do lôi nó tập tinh bia, thua Alex Sandra nó quật bàn sắt xa bị sang cái phố còn cả mía, đại nuông trôi bị sang cái phố nông mạch nam mắc mai nhớ từ lăng chỉ kia mà, nè, cùng bơm tàu nông mạch nam, ai chăng mía nó bật kết rộp con liên la, mía nó phải hai chỉ chào bật chỉ kia yêu hôn sai đấy. Tên cho một cọc tốt lại nhà môi bây đọc xa anh chú bài nhà môi nó về đại cả son ăn pro đấy cứ phải chạy nhà miền đấy máu đầm bay ấy đầm bay đọc xa anh về nhà ngày hay chúng nó mới tiết làm do ăn lôi đô la tập nhà bọt đấy tập nhà bán này tập nhà cái tàn đàn đằng chẳng hả do ăn lôi bầm lai tập biệt lôi bầm lai tập biệt xe luôn lẹp tục do mà chạy bàn nó về cầu chẳng nhóm xong phải chạy nhà tệ bên này ọc con nà lục ọc con chung thị ពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់យើងសូមឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តរបស់យើង hello nên toàn miền bắc ông bình mật nè đang xa mao tê và hay lấy miền quân một quát cung chuồn có tha năm mà con được buôn rồi cay sập mấy cái nặng bạc ai cập bạc hôn sen đây sang vật tin cay sập từ yuan hay pi quan đọc còn muốn cái nắp bắp bị chi chun nó ao đây từ yuan nó sai sắc ta để mặt trần trời còn trần trời như thế ba à lời này kia cầm phong tài thì từ mưa đây sai sắc ta nó khơi tới cứ tham ai dân sân ta sắc này bà khơi cả thì quạt bỏ cái nó cứ sát mấy tên kia vừa bà dây tết đốt đôi khi này tầm nào? Bà dây tết đốt đôi khi này tầm nào? Bà dây tết đốt đôi khi này tầm nào? Bà dây tết đốt đôi khi này tầm nào?
លោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើផ្ទះឲ្យអ្នកមានគុណគាត់អញ្ចឹងហើយគឺដោយសារតែជនជាតិយួននឹងហើយជាអ្នកមានគុណរហូតគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់កាន់អំណាចបាទអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើផ្ទះឲ្យស្អាតតែចំពោះផ្ទះទេវតាគេហៅថាផ្ទះទេវតាដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញគឺប្រក់សង្កសីបងប្អូនសូម្បីជាងក៏សង្កសីដែរបាទធ្វើអស់ប្រហែលជា1000ដុល្លារហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែននឹងផ្សាយផ្អើលទឹកផ្អើលដីតែយើងមើលថានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺផ្ទះរាប់រយខ្នងត្រូវបានគេហៅថាកំពុងតែបណ្ដែតខ្លួនយ៉ាងស្គមស្កៃបាទដូចឋានសួគ៌តែស្អាតស្អាតមែនទែនបាទតែ40ហិកតាហ្នឹងអាដី40ហិកតាហ្នឹងគឺកំពុងតែបណ្ដែតបាទគេធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនយួនក៏នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្អីស្អីហើយផ្សារទំនើបអីក៏អាចនៅក្នុងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានការឈឺចាប់មែនទែនសូមអរគុណហ្នឹងហើយលោករិទ្ធរតឥឡូវនេះលោកមេងគៀងឆេងគាត់ថាតើយើងធ្វើបាតកម្មពេលណាដែរបាទបើនិយាយទៅបងប្អូនប្រិមិត្តយើងពេលការកំណត់នឹងគឺយើងអត់ទាន់កំណត់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រៀមបាទត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមបាទពេលដែលយើងចាប់ដើមគឺត្រូវតែក្រឹតទៅគ្នាតែម្ដងអានេះគឺជាការពិតដោយយើងងើបពីគេចឹងបាទបាទពេលដែលយើងសំងំហ៊ុនសែនលើកំពុងមើងងាយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាទហ៊ុនសែនថាអូគាត់នេះគ្មាននេះខ្លាចអស់អញវាយប៉ុណ្ណឹងវាយតាមអត្តពរឲ្យរត់អស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះទឹកដែលវាអត់អង្គើបាទវាមិនជឿថាអត់ត្រីទេតែត្រីវាមិនតត់ទេបាទប៉ុន្តែអាត្រីនោះត្រីធំបាទត្រីធំបាទអានឹងយើងចង់និយាយចេះយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់ជំនាញទៅបងមួយថាយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិនប្រាំមុនទេបាទលើកនេះគឺយើងអត់ប្រាំមុនទេបើ9វិច្ឆិកាយើងប្រាំមុនហ៊ុនសែននាំទៅហៀនក្រែងនាំក៏ភ្លើងធូបឯកទ្រាតែម្ដងនេះអត់ប្រាំមុនទេបងប្អូនបែរគាត់នេះគឺយើងងើបឡើងព្រូទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយចាំមើលហ៊ុនសែនយកទៅយកភ្លើងធំទៅបាញ់ហ្នឹងលោកសុំប្រាប់ទៅគាត់ថាបងប្អូនដែលលើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីទេបងប្អូនបាតកម្មនឹងកើតចេញពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះគណៈបកប្រជាជនមុនគេបាទប្រហែលជាអាចផ្ទុះនៅទួលកសាំងបាទហើយប្រហែលជាអាចផ្ទុះកន្លែងកងកម្លាំងរបស់លោកសខេបាទអានឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រួសត្រាសកុំឲ្យប្រាប់វែងពេកខ្លាចបងប្អូននឹងខ្លាចរបបអាយ៉ងយុនហ៊ុនសែននឹងដឹងបាទបាទគេត្រៀមរួចហើយបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹម 100% នឹងអាចរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបអាយ៉ងយុនហ៊ុនសែនបានជួនប្រជាប្រដ្ឋវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងបានបាទអរគុណនឹងអាគ្រីវងស្រុកកំណាត់ខ្ញុំនឹងគាត់ថាអ្នកនៅកំពង់ឆ្នាំងឈៀងទៅមើលដី40ហិកតាដែលហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យយុនបន្តិចទៅបាទបាទអរគុណនឹងហើយបងអូនកំពង់ឆ្នាំងទៅមើលតិចទៅទៅសម្រក់ទឹកភ្នែកនឹងទៅហើយយើងសម្រក់ទឹកភ្នែកនេះគឺយើងសោកស្ដាយតែសំខាន់គឺយើងមិនសម្រាប់ទឹកភ្នែកដើម្បីចោចចាញ់ទេហើយនៅពេលក្នុងពេលចាប់ឆាប់នេះគឺបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅឯមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងណាបាទត្រៀមខ្លួនបានគ្រប់គ្នាដើម្បីងើបទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់របបប្រជាកម្មតាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងឃើញពួកយើងនៅកន្លែងណាមួយបាទការពិតបាទសូមប្រាប់បងប្អូនបន្តិចបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស៊ីនុយអន្តរជាតិបាទលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស៊ីនុយអន្តរជាតិអន្តរជាតិមុននឹងអាចចូលមកលូកដៃក្នុងអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីយើងបានគឺតាល់តែលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយឥឡូវលោកហ៊ុនសែនចិត្តគ្រប់ដោហើយបងប្អូនគេហៅថាចាក់ឆ្នាំចិត្តគ្រប់ដោហើយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនតកាលណាចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដូចនៅប្រទេសវេណេសូឡាអញ្ចឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺគេដាក់អាសនវត្តឲ្យចិត្តដល់ថ្ងៃដែលអាមេរិកលើកតបទៅវាយប្រទេសវេណេសូឡាតលាក់របបសឹកម៉ាដូរ៉ូហ្នឹងឯងបាទសូមបងប្អូនត្រៀមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យត្រៀមចិត្តនឹងបងប្អូនដោយលោកនឹងសុខុនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគឺគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីបងប្អូនគឺវារៀបពីផ្ទៃក្នុងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនរត់ថ្ងៃក៏ដឹងថាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងគឺមានការរង្គោះរង្គើដោយសារអីដោយសារតែអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅបំរើលោកហ៊ុនសែននោះត្រូវបានអារបបអាយ៉ងយុនហ៊ុនសែនតែងតាំងអាកូនកាត់យួនកូ
bộ yuan nưng thưa chi mình trai trút cái bao khmai dương chẳng bộ nó pin chặt đi hai kế bàn prap thà kế nưng triem bà triem khluôn rồi giờ bà đã lục rắc ấy có miền nào bom ôn trai lịch thể hiện nó bao nhiêu một con có con bàn chỗ tơ sanh bao nhiêu này bà nhóm control bộ lô đài to su đập bay sợi kiếp nhóm chia một trai lịch cá nông sọc quật triêm mày quật triêm nó quật triêm quật trẻ lục sụn lục rồi nếu nông một trai nó bao lô con sai rồi ngày đấy nghe bà khi nhóm miền mất cạn trai chỉ một trai chán à hay khi nhóm nơi hàng sọc không ai nữa nhóm cũng phải riêng bỏ hay nhóm phải riêng tăng một trai lịch cá đôi chỉ phải lịch đôi chỉ thể hiện đôi chỉ ấy nơi nông bài lớn đấy nghe cứ phía chán miền tăng coi đấy con sai tại cái ông pin chất nông hôn sai tê đòi sai á đòi sai hôn sai nên nghe nè cứ เกียบสกอตเกคลังอ่ะให้นักอาชีพจักคลังบ่พดคือไตรดิฉันบ่าแล้วเลยบ่าบ่าខ្ញុំកាត់បន្តិចឥឡូវខ្ញុំជូនដំណឹងប្រាប់បងប្អូនអន្តរជាតិគេប្រាប់យើងគេប្រាប់ច្បាស់បងប្អូនគេឲ្យយើងនឹងត្រៀមខ្លួនជាមួយសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសួរថាម៉េចបានពួកខ្ញុំនេះតស៊ូជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរុះក្រមផ្លាកសង្គ្រោះជាតិដំកល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាធំ អន្តរជាតិគេប្រាប់ហើយថាបើយើងបោះបង់សង្គ្រោះជាតិចោលគឺយើងពីបានដូចជាបោះបង់កម្ពុជាចោលចឹងបាទអត់ប្របាទេបងប្អូនហ៊ុនសែនចង់ឲ្យពួកខ្ញុំនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅប្រទេសថៃនេះរដ្ឋាភិបាលនេះទៅបកកើតគណៈបកថ្មីតែអន្តរជាតិគាត់ប្រាប់ថាកុំធ្វើតាមអាយ៉ងយួនបន្តទៅទៀតឲ្យអាយ៉ងយួននឹងរត់តាម គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងយើងមើលវិញមើលធ្វើឃើញថារបបអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនអត់ដែលប្រតកម្មអាគណៈបកកបិកកបុកវល់កបងនឹងទេប្រតកម្មតែជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនថាខ្មោចគិតទៅហ៊ុនសែនវាឈួតមុនហើយថាខ្ញុំថាឈួតអាចឆ្លងឆ្លើយជាមួយខ្មោចនេះលោកនឹងរត់ការកបិតហ៊ុនសែនឆ្កែតាមានតែឆ្កែទេដែលមើលខ្មោចឃើញការពិតហ្នឹងឆ្កែពិតអ្នកខ្លះគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ស្លាប់សូមកុំភ្លេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេប្លន់និងកំទេចរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនរចនាសម្ព័ន្ធសង្គ្រោះជាតិរឹងកំព្រឹសបាទដូចដែលខែកប្រទេសជប៉ុនចឹងបងប្អូនឲ្យតាកម្លាំងណាបងប្អូនចំណោះគេហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាបងប្អូនដូចជាទូកចឹងទូក តែបងប្អូនជាប្រដ្ឋពីបានដូចជាចំណោះអំទូចឹងតាទូកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមឡើងជីទូកអំយោទំនងហើយមិនបាច់ហាត់ទេបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសគណៈកម្មការព្រំដែនគេនេះគេអត់លេងទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាគេអត់ទទួលស្គាល់អាគណៈបកកបិកបុកកើតបងៃនោះទេគេអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះអីគណៈបកអាកបិកបុកទៅតែបង្កើតថ្មីគេហៅថាគេហៅថាផ្ការំអស់សួន ហើយថាគណៈបកទីរួចបាទគណៈបកទីរួចដែលហ៊ុនសែនបកកើតមកនឹងវាជាគណៈបកបរិវារទេគណៈបកបរិវារគណៈបកស៊ីជ្រួលហ្នឹងហ៊ុនសែនបកកើតដាក់លុយឲ្យពួកហ្នឹងធ្វើជាគណៈបកហ្នឹងដើម្បីគោលបំណងមិនឡំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយអង្គការសហជីវិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេជឿសំខាន់គេជឿឬមិនជឿដែរឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទៀតហ៊ុនសែនបកខំឲ្យលោកប្រធានកឹមសុខានោះបែកចេញពីលោកប្រធានសំស៊ីទៅតែលោកប្រធានក
តើកាលណាគាត់បង្កទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីព្រៀបបានដូចជាគាត់ធ្វាត់ជាតិខ្លួនឯងអន្តរជាតិគេសង្ឃឹមលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគមនីសបាទហើយអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឃើញទេឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសារព័ត៌មានធំធំចុះផ្សាយតាំងពីព័ត៌មាន Reuters
BBC kịp sai phí mệt tụ phùm đi vót là bỏ lô Phật Thiên luôn rồi bỏ lô Phật Thiên cầm sạch hà hai ả rương đáy lô khôn sáng rùm lê gì thi mà nấu nâng em bộ rùm lê bạ bạch hàng nâng á thưa ai được bóp lô khôn sáng chọn đọa chạc à món em bộ tại thiệt bật được bóp lô khôn sáng hơi khai chỉ mùi cả nạ bạ sân rô chít rô mai rô ơi bộ ọt hên thế ai bà man khai ở đứng đứng chi mình đó mà trên mà khai tiết rồi bóp luôn sáng nâng đất non cả nạp phát tập hồ nâng từ châu ruộng bởi chung chỉ muối ăn trả chịt chờ mơ đọc bê nông phải hai chi nì dây đại anh đi tay bộ rồi ạ xa môn nông prạ sạc khốn dây đại anh kìa nào chơi nhạc sạp xê đòi xa tay rồi bóp à dông dôn hôn sáng nâng từ dây nữa ăn trả chịt nâng kê lên chưa hơi phút kê tháo bật tê nhóm nâng cả rút sự thi mà nâu à, cả rút sự thi mà chia thập tay lớn sự thi mà nâu á sắp đó bê lại à, anh ấy ở đây cao bị xe kia ta ô rồi bỏ bà dòng vô nôn sánh vay bộ vay bà chê bộ rôn hay chắc bần trây bà lớn vô nó tập bà lâm à tập bà lâm này ông ca sạp chi chết á bà ông ca sạp chi chết nâng quam trọc luôn bà 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 thiên ông ca sạp chi chết nâng ไอ้ที่ทาเฮ็ดสลอมไอ้ที่ทาเฮ็ดสลอมไอ้ที่ทาอันหวานดัง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 ไอ้ที่ทาอันห
khi ông sầm náo với bà mồn còn đặc hơn chăng á rồi bóp à dòng dùn hôn sai nó về bạch ở xin nhiệt thai xong bây ta áp ở cháy vì chê nó có lên căn chân rồi bóp à dòng dùn đây nhưng khơi nhờ kê nè ai chi kì bàn sao chi khơi thá rồi bóp à dòng dùn hôn sai bằng cơ đặc hôn không mau đầm bấy con trố ca chạm luôn lộc đồng chuẩn khu thân nam hồn bà dương nơi tay bằng to ai rồi bóp à dòng dùn hôn sai đang nằm thiết bạn tết cam phải chi dưỡng comment pop sầm nang là ó rung rương đôi bạn tết chất khang để bồn bồn bà học con là lục chuẩn thì học con lục rất rất học con mong phổ bình mật bà gì tới hôn sáng này cái này bị chạm bồ ran tha phụ trang trai nhà thma bà trang trai nhà thma đó rồi đó rồi đó phía lại đó phía phụ trang trai nhà thma bà hay đó nặng đào từ có họ kê thắng ăn trái chín con trâu luôn vì ăn không bị pol pot mà pol pot đấy muốn được bốc bao kê bán à đó trong trái ăn trái chín đấy đó cái cướp bản tao dù tao nong tao nong bản bản hay đan bản này à lục rừng mẹ sao bản ăn đấy học quân là lục rừng học quân là lục chân thi học quân bóng ôm bảy mất đã bàn cho rùm tam đàn tết sơn na bị đau rồi hốt ở tim mình chọc bắt đầu muốn đang mình chọc số mọi lục rồi đón lục chuẩn thì miền biển bị ai trong cát bắt đầu nhà tới bom ôn bị chìm rồi chìm xét bom ôn chuẩn chết chìm xét bom ôn bị mất bao nhiêu đây cũng cùng tại cho rùm tam đàn tết sơn na gặp sai tuần này mà xong rồi chị bắt ông quân trong rừng rậm chỉ trong cõi sông ông piu điều đọt bom ôn bồn trai đi chả nẹt sơn hà chiết đại nơi khôn ông robot lục hình sàn cho rùm nghĩa một kết cú phò bảy giáo chiết đầm co phò bảy giáo chiết diệt thống tất cả na bom ôn nơi lùng lụa lụa nâng ẩm nay đại hôn sàn bàn phật đạo ấy bật tê cam bị chi dưng đằng tai rồi lê hân hào khôn ông pê chặt chặt cả một người riêng bật tê yuan tất cả na kê cướp cung bật tê khai dưng bán cứ kê mình ao bom ôn thưa thông to thì tê kê nâng ao chôn chiết xa kê nâng kê bảo thưa thông nơi lơ từ đây khai dưng công rụng bưng đồng nay đại bọt chiết đồng nay đại kê hai tháp đồng nay có bọt đại lô hân sàn bàn phật đạo lòng chẳng xôm bom ôn một trai đi cả con bật đáp vào con đi vào một hát group chẳng thà tìm chui bom ôn đại krong nâng thơ bát tạc cam không bê chặt chặt cả một ní đam bay rụng đọc bật chiết chanh pi rụng bóp à dòng dương hân sàn nhưng đăng hai tháp rụng bóp à dòng dương hân sàn ọt mên pra ấy bê xâm đầy nhưng mơ lơ tháp rụng bóp à dòng dương hân sàn pra bê ác sơ ruộng mình ai bà chia bó rốt khai dương đăng ổng pi rương prung đen prung đầy nơi gần lại na đại chi rụng bóp dương 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 dương
chi nâng hai bông bông kia hai tha rồ bóp cùng mà nít bà đạc cả bông bông cùng nơi dùng ngon to thật kiệt buộc nhóm nâng krong từ vơ từ bà tết Campuchia khôn ông bê chạp chạp bần tóp bì bông bông mò hai cửa xa khám ai ngớp bà bao tu tàng bà tết đàm bây đánh buộc nhóm nâng châu rung đánh hôn sáng chanh bì ẩm đá chì mùi bông bông hai chị trong cao ní khi châm bát sâu mà bìu điêu bông bông châu rung từng ọc nế khôn ông ca chọc nhăn đàm bây control bà bà chọn đi chọn phiếp nơi bà tế Campuchia chỉ mỗi cái nạp bà sông cơ chiết đàm bây chùm rung nhát ní ao tự đoán đáy tàu la ca ổng kết thật cảm ơn thái chiết đàm bây ốc co lô khôn sáng tờ cắt tố đôi mê đồng nông bạch ca đài trơ bán tù la ca ổng kết thật cảm ốc co cắt tố xong bà bà ổng châu rùm tình ọc thị bà sông cơ bà ổng kết lúc rơi nắp xong lúc chế lúc chân phí bà bà chỉ chọc rơi khi nhóm chôn đại trâu ban cả nặng bạc chỉ chun hào châu ruộng sông bò phụ nọc này prong bạch chặt bà bạn cứ prong bạch chặt cùng ao bong cùng ao côn rồi cả muôi rồi cả sạch nhiệt bò phụ nọc này từ thưa ca chỉ muôi cả nặng bạc chỉ chun bò phụ nọc này bà bạn ruồi bạn khi nhom này riêng chẳng cướp nã nè xem nhá ai du chỉ vật chiết dương hay nên người Việt Nam bò côn trào riêng chỉ non cào bò phụ nọc này ao côn bò bò phụ từ thưa ca chỉ muôi nên cả nặng bạc chỉ chun nè สมานึงเอาคณะปะปิจิจุนบงบักกอนหรือกับขมวยหรือกับสัตว์เมียนบอมโอนตะออกเนี้ยตะเพื่อจิชกายกันเจียยูนัยบ้านบอมโอนเยอะจิกไม้เหมือนแม่จิชกายยูนเด้ยูปิจุนขมายเหมือนแม่จิชกายยูนเด้ก็ปุ้งไต่พวกคณะปะปิจิจุนก็ปุ้งไต่บงบักขมายก็ปุ้งไต่บงบักยูปิจุนขมายเอาคลายจิชกายยูน จังดำไปกับเอาเยอะคลายจิตกายยุนบ้านบ่าวโอนไปเจียปวดรถขมายต่างอักเนี่ยเยอะกับโจร่วมกับเอาสักเนี้ยหรือกับบอมโอนหรือบ่าวเยอะโจรตือร่วมกันเนี้ยจีมวยกับนักปราบจิตจุนบ่าวการณ์เอาโกนเจ้าสักเชียมเยอะเต่าโจร่วมจีมวยกับนักปราบจิตจุนสมานึงเอาโกนเจ้าเยอะนั้นเต่าเอากับนักปราบจิตจุนบ่าวปักกวนเอาคลายจิตกายเอาคลายจิตกายยุนน่ะจังดำไปมาเชียมนี้แต่วิธีมวยไอ้บ่าวโอนหลังเนี่ย เยอะคนโจร่วมนะคนโจร่วมสู้ท่าเบอร์เซนที่บอกโอนนี่ปรัชนาอำนาจที่คณะปราบจีจุนน่ะมันบานเต้คือคณะปราบจีจุนเป่าจามจำนวนนะทำไมได้ปรัชนาอำนาจในคลาปิการคลาสลับนั่นพวกคณะปราบจีจุนนี่อำนาจบอกคณะปราบจีจุนนี่เกมเหมือนแมนใจอำนาจบรรโตเวนใส่เต้คือคณะปราบจีจุนนั่นคืออำนาจบรรโตพูด อำนาจกนาปาปิจุนอัดบานตะเถื่อที่กนาปาปิจุนอัดมีอำนาจไซเต้บ่าวบ่าวน้องนี่บัดปรัชนาเรื่องอำนาจชิมวยกนาปาปิจุนเนี่ยกรมปรัชนาคืออำนาจกนาปาปิจุนคือเจ้าอำนาจบรรทออปุ๋ยอ่ะแล้วบ่าวบ่าวน้องนี่มือหาตื้อนะโดยสิซอกอีสานโดยที่เตียปันโดยที่ฮุนไซในสัจใจโกนอ๋อนะใจโกนอ๋อจังกรมสกึมจังกรมเอาโกนเจ้าเยิ้งนั้นเต้าเถื่อที่อยู่จนระบอบคณะปาปิจุนกรมเอาคณะปาปิจุนกรมเอาคณะปาปิจุนบ่บ่งฮัดโกนเจ้าสัจเชียมเยิ้
sọc khỉ đầm bay triêm cơ luôn cho ruộng bà ta cắm nấu bê chập chập khá bốc đầm bay bẩn đánh chào bạc chì kì chà dùn ở phát bí tức đấy rồi đọc sợi thiếp hỏi dương nâng đánh dùn sợ đạp tì hãy chấm nói tí bay cứ xôm ổng bêu nếu ở bọc ổn phải chia bơ rốt tất ổn nâng cứ ruộng khỉ nế chọn nhạc và chọn đi tuần tiếp nấu tam online nâng có nông website là bọc nạng bạc sự cử chiếc hãy dương càng nay dương ruộng khỉ nế chọn nhạc bàn 20 mơn nhạc lang tử cứ dương ai chùm run nên nó sống nông riêng dưới đại bàn đặt nợ ICC nâng ai ô khắp báo hôn sàn dự tục cắt cái đấy ở bàn lươn bọc hốt đại dương ai chui sống cổ chiếc dương bàn toàn bề liệt bạc thì nhóm sống ở phiêu nếu ở bọc ôn cho ruộng ở bàn sổ sạch sẵn tại ốc này bạc sống ốc quân bạc bạc ốc quân lô chân thị ốc quân lô gần đoàn ốc quân bọc ôn bởi mất đại bàn cho ruộng tạm đàn tại sân nà nè cặp sạch tuần cảm thấy sầm lên chuẩn bị luôn sai nơi con ông phê cầm nơi bây giờ chơi nó phê rồi giờ bị đau một hồi đó tim mình chóng quan tâm muốn nó muốn chóc khi nhom sông khăn tay phải tô rò cầm hộp của chúng con bây giờ khi nhom tầng bây nè đã bàn thưa cả bỏ sai cho được chị ắt thắt bài từ mình xong rồi mình bị rụp sa mình có bài giảng nào
rồi mua cơm ăn bán chay sầm nu bằng ôn bề mất ở bán trục trục như vậy nó sầm bằng ôn bề mất khăn tay phải tô hay dược sầm tầm bây nè sầm học quân sầm chun po năm bữa sắp tới po chơi sầm mình có lúc sắp cho miền đảo bọc mai bằng ôn chỉ biết sầm bằng ôn bề mất đại bọc cho luôn tan nát thế nào sầm mình chưa bớt tiền tập bớt tập po tăng lại buồn bạc cả cửa như vậy nè sắp hấp lẽ nó miền sập hẹp mong cơm nó còn có sa trục trục như vậy dược sầm tầm bây nè sầm học quân sầm chun bề. Thank you.